Đôi khi cái sự kiên trì sẽ cho chúng ta được rất là nhiều thứ. Hãy kiên nhẫn, kiên trì và những giọt mồ hôi sự kết hợp phi thường và bất bại để làm nên thành công. Chào em xinh đẹp nhé. Chào em Chị có nghe được xinh đẹp like. à? Em nói chị có nghe được không ạ? Chị nghe được. Em đang không biết tại sao loa của em nó lại ồn ồn. Loa của em hơi ồn một chút. Em chào chị Lan, chào cả gia đình UST yêu thương, chào tất cả các anh chị đang xem trực tiếp và các anh chị em cô chú sẽ xem lại cái video livestream của hai chị em tối hôm nay. Chúc mọi người có một buổi tối thật là tốt lành. Bây giờ thì cũng là 9:33. Hôm nay thì hơi muộn một chút nhưng không sao. Vũ trụ vẫn luôn luôn thử thách, đúng không? Vũ trụ vẫn luôn luôn thử thách. Và đặc biệt thử thách cái sự kiên trì của chúng ta thì luôn luôn là như vậy. Ngày hôm qua chúng ta đã được biết được rất nhiều điều về cái động lực của con người. Cái động lực nào làm nên cái thành công. Và ngày hôm nay thì tiếp theo nó sẽ là một chuyên đề vô cùng tuyệt vời, bởi vì bí mật nằm ở đâu, tất cả những thứ mà nó đang xoay vần ở xung quanh chúng ta, nó đều cho chúng ta sự vi diệu, chỉ là chúng ta có nhận ra hay không. Vậy thì làm cách nào để chúng ta nhận diện ra, để chúng ta trở nên thành công, và chúng ta chia sẻ những cái điều này cho tất cả những người xung quanh chúng ta, để ai cũng được sống một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn và thịnh vượng. Đó là cái điều mà chuỗi livestream hành trình thịnh vượng của hai chị em Lan và Lai cũng như tất cả các cổ đông của UT luôn luôn mong chờ. Em biết không? Rất nhiều người và gọi là đại đa số ở ngoài kia, khi mà em đi đi tư vấn ấy, Dạ. em thấy nổi rõ lên ở họ đó là đặc điểm chung là gì, em có thể chia sẻ. Thứ nhất là bây giờ chúng ta là chia sẻ về cái bản thân cho quý cô chú anh chị, bởi vì là chị thấy trong live stream thì có những người là đã biết về chị em, nhưng cũng có những quý cô chú anh chị ngày hôm nay vũ trụ mới cho họ biết. Vậy thì điều đầu tiên là mình phải nói mình là ai để cho mọi người biết được rằng đây là những địa chỉ thật, không phải là những cái mà chúng ta ảo hoặc là chúng ta che giấu một điều gì, để quý cô chú anh chị có thể biết để liên hệ với chúng ta. Bởi vì là tất cả những cái gì thật thì nó mãi mãi là thật, và mình mạnh nhất khi mình sống thật, cho nên là tất tận mọi thứ chúng ta đều có thể là chia sẻ cùng với bà con ở trên cái sóng livestream. Và xin được biết ơn anh Mark Tóc Xoăn, đội ngũ Facebook cũng như đội ngũ của Zalo của Việt Nam, hay là tất cả các trang mạng xã hội khác, YouTube hoặc là TV hoặc là TikTok, tất cả những cái trang mạng đã luôn luôn đồng hành cùng với chúng ta trong cái thời đại mới. Đó là sự chuyển giao giữa công nghệ của thời kỳ công nghiệp và cái công nghệ 4.0 hiện nay. Đấy. Thì bây giờ em có thể giới thiệu bản thân của mình cho quý cô chú anh chị cùng được biết. Em Lai xin phép được giới thiệu tối nay hơi dài dòng một tí. Em Lai là 41 tuổi, quê gốc ở Thạch Thất, Hà Tây, và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Rạch Giá, Kiên Giang. Em rất là vui khi em được làm một thành viên của tập đoàn giao thông vận tải lớn nhất của thế kỷ 21, đúng không ạ? Và đặc biệt là em được đồng hành với một người chị rất là xinh đẹp, tài giỏi. Khi hai chị em là những nhà đầu tư và là nhà đối tác để hỗ trợ cho tất cả các anh chị em cô chú mình, những người chưa biết đến cổ phần doanh nghiệp trước ai là gì đó, và rất hạnh phúc khi chị Lan thì lại ở Đà Nẵng, còn em Lai thì ở Rạch Giá, Kiên Giang, nhưng hai chị em thì có thể đồng hành và có thể hỗ trợ cho tất cả các anh chị em cô chú ở mọi miền đất nước, ở trên 64 tỉnh, và có thể hỗ trợ luôn cho cả các anh chị em cô chú mình
là người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, phải không ạ? Và em xin được kể thêm một chút cái kỷ niệm như thế này để cho mọi người có thể nghe và mọi người có thể là thấu hiểu luôn. Đó là gì ạ? Em chưa bao giờ nghĩ rằng một người bình thường như mình có thể có những cơ hội để hỗ trợ được cho những chủ doanh nghiệp. Đúng không ạ? Thường thường thì khi ngày xưa em chưa va chạm vào cuộc sống á, thì em có thể là nghĩ mình rất là nhỏ bé, mình có thể là luôn luôn phải nhờ cái sự nâng đỡ của các chủ doanh nghiệp lớn, phải không ạ? Nhưng sau khi tham gia vào tập đoàn UST thì em thấy rằng em rất là may mắn, chị Lan cũng rất là may mắn, và tất cả các nhà đầu tư trên toàn cầu rất là may mắn khi chúng ta có một cái tập đoàn lớn nhất của toàn cầu. Và đặc biệt là trong 3 năm gần đây ấy, thì rất nhiều doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp ở Việt Nam mình làm ăn rất là chưa được tốt, đúng không ạ? Và chưa được tốt thì trong lúc này là lúc khủng hoảng. Và cũng rất là may mắn em và chị Lan đồng hành cùng với rất nhiều anh chị em nhà đầu tư Việt Nam có thể hỗ trợ được cho rất rất nhiều chủ doanh nghiệp và các anh chị em cô chú ở trên mọi miền đất nước. Dạ, chúc mọi người có một buổi tối nghe live stream thật là ý nghĩa. Vâng, một lời giới thiệu vô cùng tuyệt vời. Chúng ta đã rõ về chúng ta dùng cái từ gì nhỉ? Thân thế và sự nghiệp của em Lai ở trong cái chương trình của chúng ta. Và rất là cảm ơn em, bởi vì em đã luôn luôn là nói lời diệu ngôn đối với chị, một người chị mà trong cái góc nhìn của em thì chị cảm thấy là mình giống như là truyền thêm vô cùng nhiều năng lượng. Và vâng, xin kính thưa tất cả quý cô chú anh chị và tất cả các quý vị phụ huynh cũng như các em học sinh đang có mặt trong chương trình live stream hành trình thị vượng của chúng ta, của hai chị em Lan và Lai. Lời đầu tiên thì cho phép Lan xin được gửi tới tất cả quý cô chú anh chị và tất cả các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh một năm 2023 thật là viên mãn, và chúng ta sẽ gặt hái được những thành công từ những việc mà chúng ta bỏ thời gian, bỏ công sức để chúng ta trả giá, để chúng ta có được một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng. Tại sao ta lại dùng từ trả giá? Xin nữa, phần sau live stream chúng ta sẽ biết. Còn bây giờ thì xin được phép giới thiệu, Lan tên đầy đủ là Ngô Thị Lan, hiện nay đang là giáo viên giảng dạy tại thành phố Đà Nẵng. Lan là một coaching chữa lành, một nhà giáo dục chuyển đổi sớm, và đặc biệt hơn nữa lại là cổ đông và đối tác của tập đoàn Unisk Exchange Technology. Và Lan là nhà truyền động lực, truyền cảm hứng cho tới tất cả quý cô chú anh chị, tất cả các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh với những vấn đề mà chúng ta thường nhận ở trong cuộc sống. Khi mà Lan góp nhặt được bằng kinh nghiệm, bằng con mắt nhìn và được học từ những người thầy hiền đức, để Lan thu nhập kim cổ Đông Tây để đưa ra cái góc nhìn của mình, thì quý cô chú anh chị nhìn vào đây để chúng ta sẽ soi chiếu với mình, để chúng ta có một cái cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng, dư giả và đủ đầy. Vâng, kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta vô cùng tuyệt vời, đó là cái bí mật tột đỉnh của thành công. Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, chúng ta được học ở trong khoa học, đó là gì? Khác dấu thì hút nhau, cùng dấu thì đẩy nhau. Đấy là trong khoa học vật lý. Tuy nhiên, trong khoa học về con người thì nó lại hoàn toàn khác một chút. Có phải rằng em Lai, em có thể nói tại sao em lại mong muốn là được cùng live stream với chị? Có phải rằng là sự yêu quý, hay là sự ghét bỏ, hay là một điều gì đó, em có thể nói lên cái cảm xúc của mình không? Em xin phép được, cái này em xin phép được nói thật. Em xin phép được. Lan là một người giáo viên. Chị Lan là một người giáo viên, cũng giống như rất nhiều người giáo viên ở trên cái đất nước Việt Nam này. Và ngày hôm qua và ngày hôm nay thì em có nhắn tin riêng với chị Lan là em mong ở trên cái đất nước Việt Nam mình, mỗi tỉnh có 10 người như chị Lan.
Tại sao em lại mơ ước điều đó? Tại sao em lại mơ ước điều đó? À, có ai nghĩ đến là một người giáo viên bình thường khi tham gia cùng với tập đoàn một cái khoảng thời gian rất là ngắn, và ngày hôm nay chị ngồi đây một khối tài sản rất là khủng khiếp. Em cứ nói một cái con số nhẹ thôi. Hiện tại chỉ là một người giáo viên bình thường thôi, nhưng chị đang ngồi đây, chị có một cái khối tài sản là hơn 100 tỷ. Em không dám nói hết, em nói hết có thể mọi người nghe thấy sẽ là sốc, đúng không ạ? Và hai chị em đang là gì? Đang là hiến, đang là cho đi, đúng không ạ? Đang là cho đi. Cho đi không mưu cầu cái gì. Có thể nhiều anh chị em cũng khi nghe theo này, nghe được cái live stream này, anh chị em cô chú mình đang khao khát tìm kiếm một cái cơ hội làm giàu cho bản thân mình và gia đình, thì anh chị em cô chú mình cũng có thể liên hệ với em Lai hoặc là liên hệ với chị Lan để hỏi xem, tôi ví dụ tôi không có tiền thì tôi có làm được không, hay tôi chỉ có ngần này tiền thì tôi có làm được không, hay là năm nay tôi 65, 70 tôi có làm được không, hay là cháu năm nay mới có 17 hay 16 tuổi cháu có làm được không. Em hy vọng rất rất nhiều cuộc gọi điện để hỏi như thế. Vì sao ạ? Vì khi anh chị em cô chú mình chưa biết một cái cơ hội, mình chỉ mới nghe thôi, đúng không ạ? Mình chỉ nghe thôi, mình chưa rõ. Vậy thì hôm nay mọi người biết rồi, mọi người biết, nhưng mà mọi người cần phải là thực sự là tập trung, thực sự để tập trung để tìm kiếm, đặt câu hỏi thì mọi người mới có được cái đáp án, đúng không ạ? Chị muốn hỏi về cái cảm xúc của em khi mà được cùng đồng hành với chị, với tất cả mọi người, và đặc biệt là tất cả quý cô chú anh chị đang xem live stream đây. Thì tại làm sao mà quý cô chú anh chị lại mong muốn và thích vào để mà nghe Lan? Có thể là hơi tự tin một chút, nhưng điều này là điều cần thiết, bởi lý do chúng ta đã biết được rằng là xung quanh chúng ta đều là những thứ vũ trụ cho chúng ta, nhưng chúng ta hầu như chúng ta không nhìn thấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái mục tiêu mà chúng ta nhìn thấy thì nó lại không phải là cuộc sống thường nhật. Tại sao Lan nói điều này? Chưa bao giờ là chúng ta hỏi rằng là vũ trụ đang quay quanh một cái trục nghiêng. Chúng ta biết điều đó, đúng không ạ? Sau khi mà chúng ta đã phóng những cái con tàu vũ trụ lên trên không trung, thì chúng ta nhận ra rằng trái đất đang xoay, tự xoay quanh nó một cái trục nghiêng. Và với các nhà du hành vũ trụ, người ta nhìn xuống trái đất thì người ta thấy cả một cái dải thiên hà. Vậy thì vũ trụ này gồm có những gì mà nó lại vi diệu đến thế? Và các câu hỏi đối với những con người ham tìm tòi, khám phá. Chúng ta biết được rằng là cái khả năng kinh ngạc đó là gì? Chúng ta tưởng tượng ra 8 tỷ người ở trên trái đất của chúng ta. Không một ai giống ai. Không một ai có vân tay giống nhau. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã đặt câu hỏi rằng là ai tạo ra chúng ta? Ví dụ như cha mẹ chúng ta, khi mà sinh ra những cái đứa trẻ sinh đôi, sinh ba, sinh tư, sinh năm, các em sẽ có những cái đặc điểm khác nhau. Mà trong khi đó chúng ta nói là gì? Cái sự nuôi dạy của cha mẹ cùng với hai đứa con, tại sao có đứa thì nó lại hấp thụ được, có đứa lại nó bị không, có đứa thì trở thành nhà nỗi lạc thiên tài, nhưng có đứa lại trở thành một kẻ đầu trộm đôi cướp. Chúng ta đã bao giờ đặt ra câu hỏi này chưa? Có lẽ bây giờ khi mà chúng ta nghe thấy câu hỏi như thế này thì chúng ta đầu mới nhìn lại, lục lại ở trong trí nhớ của chúng ta. Trong gia đình chúng ta cũng vậy. Tại sao cùng là những đứa con, cùng là những hợp tử, cùng là những bào thai do cha do mẹ của chúng ta sinh ra? Và chúng ta cũng đã biết được rằng là trứng của người mẹ kết hợp với tinh trùng của người cha thì tạo ra chúng ta. Thế thì tại sao cùng là người cha, cùng là người mẹ, cùng là một môi trường, cùng ăn, cùng với cái thức ăn đó,
cùng sống ở cái môi trường đó và cùng hít cái khí thở đó. Mà tại sao trong số gia đình chúng ta lại có người con thì giàu có người con thì khổ đến tận cùng, có người con thì trở nên xinh đẹp, trở thành những người nổi tiếng, nhưng có những người thì là chỉ là những người bình dị ở trên cuộc đời này? Điều này có lẽ là chúng ta phải hỏi, đúng không? Hỏi rất là nhiều. Đã bao giờ nghĩ ra thế chứ? Nhà em Lai thì có mấy anh em? Các anh em có giống nhau không? Nhà em có, chính xác thì có 4 anh em, nhưng mà có một người anh của em thì anh mất từ lúc mà anh mới được có mấy ngày tuổi thôi. Và hiện tại thì còn 3 anh em. 3 anh em thì có 3 tính cách khác nhau. Dạ. Nhưng mà anh em thì cũng rất là đoàn kết. Nhà Lan cũng vậy. Nhà chị Lan là có bố mẹ được 6 người con. 4 người con trai cũng đã khác nhau. 2 người con gái thì cũng có những cái khác nhau. Nhưng mà tựu chung về cái tư tưởng, về cái mà tức là cái mà được nuôi dạy để mà cho đi thì là giống nhau. Thế nhưng mà khi mà ta biết được những cái điều, những cái bí mật như thế này rồi, thì chúng ta lại nhận thấy rằng là tất cả nó rất là vi diệu, đúng không? Khi chúng ta đã hiểu được những cái khả năng kinh ngạc mà vũ trụ đã mang lại cho chúng ta, và chúng ta thấy rằng là mình cũng chính là một tuyệt tác của vũ trụ. Mỗi một con người đều là một tuyệt tác của vũ trụ với cô chú chị ạ. Chúng ta vô cùng tuyệt vời đấy. Thế nhưng mà tại sao hôm nay lại Lan lại nói nhiều đến cái vấn đề này như thế? Bởi vì cái này nó liên quan đến bí mật, liên quan đến thành công của chúng ta đó. Tại sao nó lại là bí mật? Tại sao nó lại là thành công? Trước đây chúng ta chỉ nghĩ rằng là người giáo viên là người phải được học qua trường lớp, phải có một cái bằng sư phạm thì ra mới dạy được. Thế nhưng mà hiện nay khi mà chúng ta biết đến cuốn sách của nhà tỷ phú người Mỹ, người Nhật gốc Mỹ, chính là người Mỹ gốc Nhật đó, là Robert Kiyosaki, thì chúng ta thấy được rằng là ông ấy chia ra 4 cái dòng người bằng cái kim tứ đồ. Kim là kim chỉ nam, tứ là 4. Kim tứ đồ tức là cái kim chỉ nam cho chúng ta để chúng ta biết được con đường hạnh phúc và giàu có. Thế thì khi mà chúng ta biết được như thế này rồi thì chúng ta thấy rằng là người giáo viên không chỉ là người được đào tạo trong trường sư phạm đâu, mà tất cả chúng ta vô hình chung từ lâu nắc lâu lơ rồi, từ khi vũ trụ sinh ra chúng ta đã là người thầy vĩ đại rồi. Ta là người thầy vĩ đại của ai? Của ai? Đố em Lai đấy. Ta là người thầy vĩ đại của ai? Em nghĩ là bản thân con người ta thì mình cũng là người thầy vĩ đại của chính mình. Tại sao mà em lại nói là mình cũng là người thầy vĩ đại của chính mình, là vì từ nhỏ đến giờ thì em luôn luôn phải đấu tranh với chính bản thân mình. Đứng trước một cái quyết định gì đó thì em sẽ có 2 cái luồng. Giống như em hay nói với chị ở những livestream trước, thì em trong con người mình nó có một bên là thiện, một bên là ác. Đó, ví dụ như giờ mình đứng trước một vấn đề, ví dụ mình tính sang nhà hàng xóm mình ăn trộm quả bưởi đi, thì sẽ có một thằng thiện thì nó động viên, thằng ác nó động viên mình là leo rào và ăn trộm quả bưởi, nhưng thằng thiện ấy, thì nó lại nói nhỏ với mình là không nên. Đó, đại ý là thế. Cuộc đời này vi diệu lắm. Sinh ra đời có trai thì có gái, có thứ này thì có thứ kia, có giống đực có giống cái. Chính vì vậy mà ví dụ như trong tiếng Nga cũng vậy, thì người ta chia ra là 2 thứ, đó là giống đực và giống cái đấy. Đấy thì cái cách mà trong cái nói cũng vậy, có cái sự đối lập, lên thì có xuống, trước thì có sau, trong thì có ngoài, phải thì có trái, tối thì có sáng, ngồi thì có đứng. Tức là những cái cặp từ đối nghịch nhau thì trong cái cuộc đời chúng ta cũng vậy. Nhưng mà một khi chúng ta đã hiểu được những cái khả năng đáng kinh ngạc mà vũ trụ mang lại cho chúng ta, thì chúng ta mới nhận ra rằng chúng ta cũng giống như những người nghệ sĩ. Mà cái người nghệ sĩ này á,
đầu tiên họ phải hiểu về chính họ. Cho nên là với mỗi chúng ta thì chúng ta đã là người thầy. Người thầy thứ nhất, người thầy quan trọng nhất đó là người thầy của chính mình. Giống như là em Chi cũng đã comment và em Lai đã nói. Nhưng một điều nữa, lại là người thầy của ai? Của chính những sản phẩm do chúng ta tạo ra. Chính những đứa con của mình. Đấy. Chính những đồ vật xung quanh mình. Đấy. Cho nên là chính chúng ta đã là cái sự vi diệu rồi. Chúng ta đã là tuyệt tác của thiên nhiên, của vũ trụ, của tạo hóa đã dành cho chúng ta. Nào, quý cô chú anh chị nhé, bây giờ mới bắt đầu vào những cái phần hấp dẫn nhất. Vậy thì chúng ta hãy dừng lại ít phút để chúng ta chia sẻ về các trang mạng xã hội, về Zalo, Facebook, Tuyết Vi hoặc là YouTube hay là các trang mạng xã hội khác của chúng ta, để chúng ta dùng cùng là cái cánh tay nối dài cho quý cô chú anh chị là đồng bào Việt Nam của chúng ta, những người đang sinh sống trên giải đất toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta, đó là 330.000 km vuông, gồm có vùng đất, vùng trời, vùng biển là một thể thống nhất. Và chúng ta hãy lan truyền ra tới đồng bào của ta đang sống xa Tổ quốc. Chúng ta có thể là cùng giúp đỡ cho những người dân ở các nước anh em và bè bạn trên thế giới của chúng ta. Điều này thật là tuyệt vời. Và mỗi một lời chúng ta chia sẻ ra thì đó cũng chính là những cái góc nhìn, hay nói cái khác, nó cũng có thể là người thầy đưa những người khác thay đổi tư duy, thay đổi tầm nhìn để lên đến một tầng bậc cao hơn. Chúng ta đang tạo ra một cái bức tranh về cuộc sống, về cái dự định của mình. Em có công nhận điều này không? Đấy. Chứ đừng vẽ ra cái bức tranh của mình. Điều này thật là tuyệt vời. Em xin phép được ngắt lời chị Lan cái chỗ này. Cái này nó là thực tế. Ví dụ, em nói ví dụ thôi. Tức là giả sử chị Lan là một người giáo viên công tác trong ngành giáo dục 30 năm. Đó. Thì em cứ làm trung bình là 30 năm chị Lan có tổng thu nhập là 30 năm là 4 tỷ đi. Cả lương cả thưởng là 30 năm là 4 tỷ. Phải không ạ? Thế thì cái bức tranh tài chính của chị Lan ấy, để có 4 tỷ chị có là 30 năm công tác. Nhưng với tập đoàn UST thì chị không mất 3 năm để có được 4 tỷ đâu ạ. Và trong lúc này thì cả hai chị em cùng với rất rất nhiều nhà đầu tư của Việt Nam mình đang lan tỏa cái cơ hội đấy cho mọi người đấy ạ. Đang lan tỏa cái cơ hội đấy cho mọi người. Và ai mà nghe được, mà hiểu được, mà tìm được thì người đó sẽ làm được. Đúng không ạ? Em tin là điều đó. Em tin là như vậy. Thực ra thì chị thấy là em rất là yêu UST, cũng như chị. Chị cũng rất yêu UST. Bởi vì thực ra UST chính là một cái nơi mà mang lại cái lợi ích cho nhân loại. Bao trùm lên cả nó là lợi ích cho nhân loại. Nó không chỉ có giàu có cho bản thân những người tham gia, mà cái mà chị nhìn thấy ở đây và nó thu hút chị và nhiều nhất, đó chính là cái tính nhân văn ở trong cái tập đoàn này. Cái tính nhân văn này nó được thể hiện ở đâu? Nó được thể hiện ở cái chỗ đó là gì? Tất cả mọi thứ. Tại sao nói là bây giờ trái đất đang ở cái thế là hỗn loạn? Chắc có lẽ là những bạn nào mà đọc nhiều thì sẽ thấy. Nhưng hôm nay Lan không có giải nghĩa vấn đề ở đây, mà chúng ta chỉ biết một điều rằng điều này đã được đưa vào giảng dạy ở trong trường học. Đó là mỗi năm trái đất nóng lên ít nhất là 1,5 độ C. Và với 1,5 độ C này, cộng với cái việc mà băng ở hai đầu Bắc Cực và Nam Cực đang tan một cách nhanh chóng, thì những nước nào mà có cái phần tiếp xúc, tức là tiếp giáp với biển nhiều ạ, chính là những nước sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Vậy thì Việt Nam chúng ta với cái giải đất là hơn 330.000 km vuông ấy, trải dài từ Bắc vào Nam, chúng ta có một cái đường bờ biển
Hay nói cái khác là các cụ ta xưa để lại cho con cháu một cái view rất là đẹp, cho nên mới đón nhiều những cái kẻ mà xâm lược, những cái người mà người ta mong muốn thôn tính. Thế nhưng mà chúng ta chính là những người sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Tất cả các nhà khoa học đang mong muốn cứu được trái đất bằng đi về cuộc cách mạng xanh mà chúng ta đã biết. Cho nên cái này thì chúng ta sẽ nói sau. Nhưng ngày hôm nay ở đây, quý cô chú anh chị sẽ biết được cách thức làm sao để cho mình có được cuộc sống thịnh vượng. Hay nói cách khác, đây là một cái mà gọi là không thể nào mà chúng ta không quan tâm. Bởi vì nếu như chúng ta bỏ qua live stream này thì thật là phí phạm. Bởi vì nó đã dành cho những con người ngồi đây sự thành công vượt ngoài mong đợi. Vừa rồi em nói rằng là trong 30 năm chị khóa khoảng 4 tỷ hả? Khó lắm. Và có khi là không biết mà có khi ăn hết cả thóc giống. Em có công nhận bây giờ với chị rằng là hiện nay ấy, nếu mà đi hỏi bất kỳ người nào, câu đầu tiên là làm gì có tiền? Tiền ở đâu ra? Làm ăn còn không đủ còn đòi đầu tư cái gì? Có đúng không? Đây là một câu nói cửa miệng, quý cô chú anh chị ạ. Nhưng nó lại là một câu nói vô cùng nguy hiểm. Ngày hôm qua chúng ta đã thấy Lan nhắc nhở quý cô chú anh chị đó là cái sự nói dối. Chúng ta nói dối với chúng ta giao tiếp sai với chúng ta. Đấy. Chúng ta giao tiếp sai. Nhưng mà tại sao lại có cái này? Sao lại có cái này? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không nhìn ra cái vấn đề ở bên ngoài. Ta không nhìn ra. Đấy. Con cảm ơn thầy. Con cảm ơn thầy Tánh. À, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn thầy lắm. Thầy nói rằng là cô Lan một tháng gần đây sắc mặt vô cùng rất khác. Thầy ơi, sắc mặt vô cùng khác nghĩa là như thế nào ạ? Tiếp tục xinh đẹp hay là như thế nào ạ? Chắc nhờ gia tăng cổ phần. Thầy ơi, bây giờ không gọi là sky quay nữa nhé, gọi là U-Sky, Unisky Sitching Technology. Thầy cố gắng viết dài nhé. Thầy cố gắng viết dài cho một chút. Thầy đánh khởi đầu. Đấy mới là điều tuyệt vời. Những ai khởi đầu bằng 500k hoặc là bằng 0 đồng đều được hết. Tuy nhiên, chúng ta phải biết luật của vũ trụ. À, trong các lớp phát triển bản thân và em Lai cũng đã thấy có rất nhiều người khi mà người ta nói về cái việc mà làm, người ta nói rằng là tôi là thỏi nam châm thu hút, đúng không? Có điều này. Có điều này. Thế bây giờ có thầy Tránh, thầy Tánh ở đây rồi thì cũng mời quý cô chú anh chị và tất cả các bạn xem một điều vi diệu của một cái thí dụ về khoa học do một nhà khoa học người Nhật, ông ấy đã làm, và nó chính là câu trả lời để cho chúng ta biết được rằng chúng ta đang vận hành sai so với vũ trụ. Khi chúng ta vận hành sai, chúng ta sẽ lãnh hậu quả. Với cô chú anh chị, khi chúng ta vận hành sai nhé, chúng ta sẽ lãnh hậu quả. Mãi đỉnh, vâng. Skyway mãi đỉnh, đấy là thầy. Lan sẽ cho quý cô chú anh chị được xem. Đây có thể tánh ở đây nhé. Bây giờ chúng ta cùng xem. Chúng ta nhìn thấy gì đây không ạ? Đây là một cái thí nghiệm về nước. Đấy. Cái nước này thì khi mà mình lấy 4 cái ly nước giống nhau và 4 cái ly nước này thì mình bỏ cái nước lọc bình thường thôi. Thế nhưng mà chúng ta sẽ cho những cái ly nước này, cái ly mà Lan đang soi chiếu ở trên màn hình cho quý cô chú anh chị xem, đây là cái ly nước được nghe chú Đại Bi của nhà Phật đấy ạ.
chúng ta thấy là nó có những cái đường vân giống như là nó đang reo vui đấy, quý cô chú anh chị nhìn thấy không, đang reo vui. Và sau khi mà chúng ta cho nghe chú đại bi và để vào độ khoảng 12 tiếng đồng hồ hoặc là 24 tiếng cũng được, rồi chúng ta bỏ vào trong tủ đá nhà chúng ta đấy, thì chúng ta thấy nó có cái hình dạng như thế này. Chúng ta xem tiếp nhé. Đây là chúng ta nói những cái lời yêu thương, quý cô chú anh chị ạ. Chúng ta nhìn thấy cái cột đá và nó nở ra một cái hoa tuyết rất là đẹp đúng không ạ? Và hai bên thì trong vắt giống như là được tuyết tác tạo khắc thành chứ không phải là nước nữa. Chúng ta tiếp tục cùng xem nhé. Đây là chúng ta vừa nghe chú đại bi và vừa nói những cái lời yêu thương, thì chúng ta nhận thấy rằng là nó có một cái thần thái khác hơn so với hai cái vừa nãy, tức là vừa nói lời yêu thương, vừa nói vừa nghe chú đại bi, và cái cuối cùng chúng ta cùng xem nhé. Đấy, bốn ly nước chúng ta thấy không, cái ly nước này chúng ta để bình thường thôi, sau đó chúng ta bỏ vào trong tủ đá không cho nghe cái gì hết, thì chúng ta thấy là nó hiện nguyên hình là một cục đá đúng không ạ, được cục đá được đóng băng cứng lại. Vâng, chúng ta vừa mới nhìn thấy một cái thí nghiệm vô cùng vi diệu của một nhà khoa học người Nhật. Nhà khoa học ấy là gì thì Lan sẽ giới thiệu kỹ ở trong những cái lớp mà Lan sẽ dạy về sức mạnh tiềm thức và phép màu. Thế thì bây giờ cái điều đấy nó mang lại giá trị gì? Chúng ta biết không? Vạn vật xung quanh chúng ta đều là thầy. Nói về tâm linh thì vạn vật xung quanh chúng ta đều có linh hồn. Nhưng mà nói về khoa học thì vạn vật xung quanh chúng ta đều có năng lượng. Cho nên mọi thứ mà sinh ra thì nó đều có sứ mệnh của nó. Thế nhưng mà tại sao lại nói ở trong cái điều này? Khi chúng ta nói lời diệu ngôn thì cái lời nói của chúng ta nó được chứng minh bằng bằng cái gì? Bằng cái cột nước nó nở hoa như vậy, nó nở thành cái hoa tuyết như vậy này, nó giống như một cái vương miện như vậy, tức là nó cũng vui với điều này, nó cũng vui với cái việc mà chúng ta nói lời diệu ngôn với nó. Hay ví dụ chúng ta đi ra đường, chúng ta gặp nhau, hay ngồi đây Lan cũng nói những lời diệu ngôn với quý của chú anh chị, thì quý của chú anh chị thấy có vừa tai không ạ? Nhưng nếu như cái tôi của Lan lớn lên cao hơn lên, Lan cho rằng Lan là nhất, Lan cho rằng Lan là người tài giỏi nhất, thì chắc chắn chẳng có ai xem đúng không ạ, mà lại còn bị ném đá nữa. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả chúng ta, những thứ gì mà yêu thương thì chúng ta mới đến với nhau. Chuyện nam nữ cũng vậy đúng không ạ, phải là thể hiện sự yêu thương, sự quan tâm, sự tôn trọng nhau thì mới đến với nhau. Có phải rằng có những cái lúc mà chúng ta ngồi bên cạnh những người mà chúng ta yêu thương, nhưng cái yêu thương của chúng ta không thể hiện ra bằng lời nói diệu ngôn, bằng cái thái độ cử chỉ hành động ái ngữ, thì không ai là dám gần với chúng ta cả. Và như vậy thì chúng ta trở thành cô độc đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái diệu ngôn này nó phải theo khoa học, chúng ta phải hiểu tường tận nó. Ngày hôm nay Lan muốn nói đến một bí mật, đó là gì? Trong những lần trước Lan cũng đã nói thế kỷ 21 của chúng ta là thế kỷ của khoa học, thực tại và tâm linh. Tại sao chúng ta lại nói như vậy? Chúng ta hãy quan sát tất cả những vật xung quanh của chúng ta. Chúng ta hãy quan sát cuộc sống của những người thân yêu của chúng ta, và đặc biệt là của những con người khác nhau. Mỗi một con người xuống dưới này đang tồn tại trong khoảng không gian và thời gian này đều có một cái sứ mệnh. Nhưng cái sứ mệnh này chúng ta có hoàn thành hay không là hoàn thành ở chúng ta, là hoàn thành ở chúng ta. Vũ trụ cho chúng ta hiểu được những cái khả năng đặc biệt kinh ngạc mà chúng ta cảm giác rằng khi mà chúng ta thông hiểu về nó, thì chúng ta thấy
thật là vi diệu. Có lẽ rằng là chúng ta cũng mải làm ăn, rồi mải như thế này, mải như thế kia, chúng ta không nhận ra được những thứ xung quanh chúng ta, đúng không ạ? Nếu như hôm nay chúng ta nghe thấy cái lời mà Lan nói vừa nãy, quý cô chú anh chị, dành một ngày, chúng ta làm thí nghiệm đấy, xem thử nó có như thế hay không. Hãy ghi chú rõ, một ly để không, một ly thứ hai thì nói lời yêu thương. Tôi cảm ơn bạn, bạn vô cùng xinh đẹp. Bạn là một tuyệt tác của thiên nhiên, nhờ có bạn tôi thanh lọc được cơ thể, giúp tôi trở nên xinh đẹp và hoàn hảo. Cái thứ ba, chúng ta sẽ nói với nó điều gì? Chúng ta cho nghe chú Đại Bi thôi, chú của nhà Phật, hoặc là chúng ta có cho nghe kinh thánh, điều đó là tùy chúng ta nhé. Cái thứ tư, đó là chúng ta gì, vừa nói lời yêu thương vừa nghe chú Đại Bi, thì chúng ta mới thấy được sự vi diệu của vũ trụ trong này, và chúng ta mới giải thích được là nếu như trong gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta nói lời yêu thương, lời ái ngữ, thì con cái của chúng ta nó như thế nào. Cái này thì sẽ có một cái chuyên đề riêng nữa. Tuy nhiên ngày hôm nay vào phần đầu livestream, Lan mong muốn quý cô chú anh chị chúng ta sẽ hiểu chính xác, để cho chúng ta có những cái hành động chính xác, để thực sự nó là cái cốt tủy để cho chúng ta thành công. Vừa rồi Lan đã nói, tức là chúng ta chính là một tuyệt tác của tạo hóa, nhưng chúng ta lại chính là người thầy của chúng ta, chính là những người thầy của thứ sản phẩm mà chúng ta tạo ra, trong đó có con cái của chúng ta. Cái bức tranh về cuộc sống do chính chúng ta tạo ra, nhưng chúng ta lại làm sai hết trọn, làm sai hết trơn hết trọn. Cho nên là chúng ta luôn luôn cho rằng chúng ta là nhất. Và đặc biệt có những bạn, các bạn đã có những cái thu nhập cực khủng luôn, nhưng cuối cùng các bạn lại trở về con số 0. Thế nhưng có những bạn đấy thì lại ít, còn lại đa số bây giờ của chúng ta đó là gì? Chúng ta làm mãi chúng ta không có tiền. Tại sao chúng ta làm mãi chúng ta lại không có tiền? Nó không chỉ là áp dụng cho UST đâu quý cô chú anh chị ạ. Nếu quý cô chú anh chị yêu quý về UST, giống như Lan, giống như em Lai, giống như tất cả mọi người, thì quý cô chú anh chị phải tìm hiểu sâu về nó. Chứ không phải là quý cô chú anh chị nghe người khác nói để mà mình thực hiện, rồi cuối cùng mình chả hiểu cái gì hết trơn hết trọn. Đấy. Và nếu như không hiểu thì chúng ta sẽ mang lại cái điều gì? Ngày hôm nay Lan cũng đã comment ở trên cái ô chat. Thiếu kiến thức mà thừa lòng tham. Chúng ta đi về lĩnh vực đứng ở ô thứ tư trong kim tứ đồ là chúng ta tiêu luôn cả cuộc đời đấy ạ. Đó. Thiếu kiến thức, thừa lòng tham. Đấy. Thế thì nếu như cái thu nhập của chúng ta nó không đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta, và nếu như mà chúng ta giống như Lan nói vừa nãy đấy, tiêu ra bao nhiêu, ăn hết trơn hết trọi cả thóc giống, giống như này này, chúng ta gieo được, chúng ta trồng cấy được một cái ruộng lúa chẳng hạn, thế thì bây giờ chúng ta đi chúng ta gặt hái nó, sau đó rồi thì gì ạ, chúng ta về gặt được bao nhiêu về chúng ta ăn hết bấy nhiêu. Thì vậy thì muốn có được cái ruộng lúa như thế ở vụ mùa sau, quý cô chú anh chị phải lấy cái gì ra? Chúng ta lại phải đi mua hạt giống khác, mà hạt giống khác nó, chúng ta lại phải một cái bước chọn giống, chúng ta lại phải thí nghiệm tiếp theo đấy. Cho nên em Chi, vũ trụ rất hào phóng, luôn ban tặng mọi phước lành cho những ai tuân thủ theo quy luật tự nhiên của ngài. Đúng rồi, ngày hôm qua Lan nói đến động lực. Động lực chỉ có khi chúng ta có gì, nội lực và ngoại lực. Ngoại lực là phần bên ngoài của chúng ta, còn nội lực là phần bên trong. Hiểu sâu xa về phần nội lực này thì đó là gì? Đó là những thứ mà ngày hôm qua mà Lan cũng đã nhắc đến cho quý của chú anh chị. Em Lai còn nhớ cái ngày hôm qua đấy là những cái nội lực đó là cái gì không?
Nội lực đó là hôm qua chị có nói đến là quả trứng mà vỡ từ bên trong ra thì nó là sinh mệnh, còn nếu mà vỡ ngoài vào thì nó là món ăn. Một đó là tín lực, tín lực là chính là cái niềm tin của mình đây. Hai là tấn lực, ba là niệm lực, bốn là định lực và năm là tuệ lực. Khi mà chúng ta lên đến tuệ lực rồi, tuệ sinh ra tiền, phần này sẽ được giải ở sau. Nhưng ngày hôm nay chị em mình sẽ nói đến, chia sẻ cho quý của chị, đó chính là luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn chính là chúng ta như những cái nỏi thỏi nam châm á, hút tất cả những thứ về mình khi mình phát ra trong tâm trí. Vậy thì khi mình phát ra trong tâm trí điều gì thì mình sẽ hút về điều đấy. Đây chính là một trong những cái luật của gì? Của vũ trụ. Vũ trụ có rất là nhiều luật, quý cô chú anh chị ạ, vô cùng nhiều luôn. Đó. Vô cùng nhiều. À, nay có thể em có biết về các luật của vũ trụ không? Em có thể là nói với quý cô chú, à nói với này quý cô chú bên chị và nói với chị thử xem là em thấy là cái luật gì mà thường hay có nhất. Em thấy có một cái luật mà đâu khoảng hơn 90% con người ta ở trên cái thế giới này đó là mắc phải, đó là ca thán, trách móc. Hay cứ nhận là cái điểm yếu về mình, tức là không có tiền, tôi không làm được, tôi không có kiến thức, tôi xấu, đó, tức là nhận những cái điểm yếu về mình, nhận những cái thua thiệt về mình. Tại sao nhiều cái livestream em lên trên cái livestream em lại cứ hay nói là em không phải là một người đẹp trai hay là gì, nhưng thực tế không phải là em đánh giá mình là không phải đẹp trai, mà em muốn bỏ qua cái câu chuyện đẹp trai hay là xấu trai để cho mọi người tập trung vào cái livestream đó. Tập trung vào cái livestream để làm cái gì ạ? Để nhấn mạnh vào mọi người nghe cái livestream để tìm kiếm một cái cơ hội đó, cơ hội. Em biết không, đấy là những cái lời nói gọi là theo bản năng. Dạ. Và thực ra đó cũng còn gọi là vô minh. Đó là sự vô minh của chúng ta đấy, quý cô chú anh chị ạ. Tại sao nói rằng là chúng ta là cái thỏi nam châm mà thu hút tất cả những gì mà chúng ta phát ra trong tâm trí của chúng ta? Cho nên chúng ta phải cẩn thận với suy nghĩ của chúng ta, cẩn thận với lời nói của chúng ta. Cho nên tại sao Lan vẫn nói trong các livestream từ khi mà tháng 9 năm 2022 vừa qua cho đến hôm nay, và trong tất cả những cái lời giảng của Lan đối với các con, những bạn học sinh, dù là các bạn có một cái khả năng học tập đến đỉnh cực đỉnh, hay là những bạn học sinh đang cần sự giúp đỡ vào trong học tập, đó là gì? Mắt luôn nhìn thấy diệu sắc, tai thì nghe được diệu âm, mũi thì ngửi được diệu hương, lưỡi thì nếm được diệu vị, và miệng chúng ta phải nói lời diệu ngôn. Ngoài ra còn xúc giác, còn trong tâm trí của chúng ta biết được rằng là chúng ta là thỏi nam tâm châm thu hút những gì mà chúng ta phát ra trong tâm trí. Bởi vì những thứ gì giống nhau thì hút nhau. Đó là về con người. Còn trong cái mà khoa học về vật lý thì hai cực trái chiều nhau thì hút nhau. Hai cực cùng chiều nhau thì đẩy nhau. Đấy là trong vật lý. Nhưng chúng ta đang nói về luật hấp dẫn của vũ trụ. Và cái luật hấp dẫn này là trong những cái luật, là luật nhân quả, là luật trọng trường, là luật nhất quán này. Đấy. Rất rất nhiều cái loại luật. Thế nhưng chúng ta phải biết tại sao chúng ta lại phải hiểu sâu về nó. Thế giới này sống ở trong cái tình yêu thương và lòng biết ơn. Và tình yêu thương và lòng biết ơn nó được thể hiện ở đâu? Nó được thể hiện như thế nào? Có phải là đôi lúc chúng ta vô ơn không? Chúng ta chỉ biết ơn những thứ gì mang lại cho chúng ta thôi. Còn những cái thứ mà nó mang lại cho chúng ta chỉ nhìn thấy bằng mắt thật, chúng ta mới cảm ơn. Có phải bây giờ là một người cho em like 10.000 thì em like cảm ơn người đó không?
thậm chí là chỉ có 5.000 thôi cảm ơn rối rít, thậm chí là 2.000, 1.000 cảm ơn rối rít. Nhưng khi mà người ta mang đến cho mình cả một cơ hội, tức là cả hàng ngàn tỷ, thì mình không nhìn thấy và mình quay ra lời thoá mạ. Đấy, quý của chú anh chị ạ, tại sao lại như vậy? Vừa rồi chúng ta đã được xem một thí nghiệm của nhà khoa học người Nhật. Chúng ta đã thấy nước là một vật, chúng ta vẫn cho từ trước đến giờ là một vật vô tri vô giác, đúng không? Chỉ là một cái mà để cho chúng ta gì? Để giúp cho con người tồn tại sự sống, đúng không? Thế nhưng nó cũng biết buồn nỗi buồn của con người, vui nỗi vui của con người. Có vẻ khi mà chúng ta niệm Phật nó đẹp như thế cơ mà. Nó rất đẹp nhé quý cô chú anh chị, nhìn lại nhé. Sau này rồi thì khi mà chúng ta biết được về nó rồi thì Lan nghĩ rằng quý cô chú anh chị sẽ là đỉnh của đỉnh luôn. Đây, khi chúng ta cho nghe chú Đại Bi là của Đức Phật, người mà cao cao tại thượng. Đấy, chúng ta thấy không? Nó đẹp như thế này. Đây, chúng ta nói là lời yêu thương nó đẹp như này mà quý cô chú anh chị, đúng không? Em la em nhìn thấy có đẹp không? Vâng, đẹp lắm ạ. Khi chúng ta tăng cường vừa nói yêu thương vừa được nghe chú Đại Bi thì chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta thấy như này, này. Đây này, nghe chú Đại Bi và nói những lời yêu thương này, đúng không? Đẹp như thế này mà chúng ta thấy không? Trong vắt như thế này và nó gieo vui như thế này. Đây. Khi chúng ta hiểu về điều này rồi, hiểu về điều này rồi, chúng ta thấy tất cả nó đang rất là vi diệu, đúng không ạ? Đấy. Thế nhưng mà gì? Chúng ta chính là một người họa sĩ để chúng ta vẽ nên bức tranh của chúng ta. Thế nhưng cái bức tranh của chúng ta vẽ bằng cái gì? Khi em like em đến, em mang cơ hội đến, quý cô chú anh chị bảo, thôi cái đấy, lừa đảo đấy. Thôi, tôi chỉ cần như thế này là đủ rồi. Cuộc sống như thế này là dư giả đủ đầy, à không dư giả đủ đầy gì nhưng mà nó an toàn. Có đúng hồi này còn cái gì nữa không, em gặp những cái trường hợp nào nữa không? Em gặp nhiều trường hợp lắm, mà đa phần là từ chối trước khi biết đến nó là cái gì. Từ chối trước khi biết rõ nó là cái gì thì đúng hơn. Tại sao mà em lại nhấn mạnh là biết rõ nó là cái gì? Ví dụ như là em có thỉnh thoảng em hay kể cái câu chuyện là nếu như mình đi đến một cái nơi xa lần đầu, mình hỏi một cái ăn hỏi 4 người thì thường thường nó sẽ có 4 cái đáp án, người thì nói là ngon, người thì nói là bình thường, có thể có sẽ người sẽ nói là không ngon, và có người thì người ta có thể nói với mình là muốn biết ngon hay không thì có thể vào mà thử. Đó, thì lúc đó chúng ta, nếu chúng ta tin một trong số 4 người đó thì nó chưa phải là cái kết quả mà chúng ta được trải nghiệm, đúng không ạ? Vậy giờ muốn biết được nó có ngon hay không thì chúng ta cần phải vào cái quán đó để ăn thử mới biết được, rồi mới có quyết định được đưa ra là nó ngon hay nó không ngon chứ, đúng không ạ? Em có biết không, và quý của chú anh chị có biết không, tất cả những người thành công là người ta vẽ lên của họ một cái cuộc sống và một cái dự định của họ. Tại sao người ta lại nói rằng là tôi là thỏi nam châm thu hút tiền khi mà người ta mong muốn có tiền? Và người ta cứ nói, tiếp tục nói như thế, tài sản của người ta tăng. Đây là một điều bí mật của luật hấp dẫn, và những người thành công người ta đã sử dụng một cách vô cùng tuyệt vời. Chúng ta biết rằng là cuộc sống của chúng ta đó là những trò chơi. Đa số mọi người đều hiểu sai về cái luật hấp dẫn này, và họ không nhận ra thực sự là gì, hoặc nó có ý nghĩa như thế nào.
và người ta đã áp dụng sai. Tại sao lại sai thì tí nữa quý cô chú anh chị sẽ biết. Và đến khi chúng ta không mở được mã khóa nguồn của nó, bởi vì cuộc sống chính là gì, là bức tranh của chúng ta đã được mã hóa nguồn mở, nhưng mà chúng ta, chính bản thân chúng ta có thể kiểm soát được nó. Chúng ta sẽ vẽ nên được cái bức tranh của cuộc sống của chúng ta như thế nào. Thế nhưng mà chúng ta lại không vẽ theo như ý. Nếu như bây giờ cho quý cô chú anh chị nhìn vào bức tranh của một em bé, vẽ về hình dáng của mẹ nhé, hay là vẽ về một cái điều gì đó các em thích, mà khi các em sử dụng những cái màu nó không phải là cái màu tươi sáng, thì quý cô chú anh chị sẽ nhận ngay ra, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cho rằng cái bức tranh này là nó theo góc nhìn của mình, mà rất đa phần là người ta sẽ cho những cái bức tranh có màu tươi sáng thì nó sẽ đạt giải hơn, hoặc là nó rõ nét thì nó đạt giải hơn. Thế nhưng mà cái bức tranh của chúng ta thì chúng ta lại luôn luôn sử dụng cái gam màu tối để chúng ta thực hiện nó. Cái gam màu tối ở đây đó chính là những cái lời lẽ tiêu cực, quý của chú anh chị vẽ ra. Ví dụ, ôi giời ơi, sao tôi lại khổ thế này, có không? Sao người ta cũng đi làm như thế, tôi cũng đi làm như thế, mà đến cái lúc này đây, tiền ở đâu đây, tôi không có tiền, đúng không? Đó chính là quý của chú anh chị đã dùng gì? Tâm trí của mình để vẽ lên cho mình một bức tranh. Điều này có phải là mơ hồ không? Không. Chúng ta hãy xoay chiếu lại bản thân mình đi nhé. Nếu như quý của chú anh chị nào mà vẫn còn tiếp tục như vậy, thì chúng ta đang vẽ nên bức tranh của chính chúng ta đó. Đặc biệt hơn nữa, em Lai bây giờ mong muốn có tiền để mua thêm cổ phần của UFT mà bảo là không biết lấy đâu ra tiền thì đang vi phạm luật rồi đấy. Hãy thay đổi nó ngay, bởi vì luật hấp dẫn là chúng ta tạo ra thực tại của chính chúng ta. Những gì mà bạn tập trung vào thì nó sẽ mở rộng cái đó. Đó là luật tập trung. Cho nên gì? Những gì mà nó gợi ra trong đầu chúng ta và chúng ta thốt ra ngoài, gợi ra trong đầu chúng ta là nguy hiểm rồi. Đấy. Thế thì làm thế nào để mà có thể rõ hơn nữa về cái luật hấp dẫn này? Để chúng ta thấy là chúng ta cần phải làm gì để cho chúng ta thành công, tức là trở nên thịnh vượng, dư giả và đủ đầy. Chúng ta đã biết được rằng là mọi thứ đều có ở trong đầu rồi mới có ở trên tay. Hôm nay em Lai nói rằng là sẽ cùng với chị Lan là sẽ là kết hợp livestream để chia sẻ giá trị tới bà con. Thì em lại ấn định là vào lúc mấy giờ với chị, và em mong muốn là em trao truyền được nhiều hơn nữa thì em có thể mở. Và em quyết định mặc bộ quần áo nào để lên sóng để quý cô chú anh chị thấy rằng là mình là một người như vậy. Như vậy thì ngay trong đầu chúng ta đã định rồi. Và sau khi định xong rồi thì chúng ta như thế nào? Chúng ta hành động bằng cách gì? Chúng ta lấy nó ra, lấy bộ quần áo nó ra, chúng ta mặc. Và sau đó chúng ta ngồi, chúng ta live stream. Có phải rằng là cái hành động rồi dẫn đến cái kết quả lúc này nó mới có trên tay không? Đó chính là quy luật. Tuy nhiên, nếu như chúng ta biết được rằng mọi thứ nó đến từ tâm trí, mọi thứ nó đến từ suy nghĩ của chúng ta trước, vậy thì cớ gì chúng ta lại suy nghĩ những cái điều mà chúng ta tưởng như là chúng ta giao tiếp đấy, là chúng ta nói, và chúng ta lại còn đi chúng ta nói với một người khác nữa là đấy, cái nhà đấy nó nói là tôi chơi đấy, nhưng mà tôi bảo ấy làm gì có tiền. Thế nhưng mà tôi có đầy tiền đây này, đó, ngay chính chúng ta lại tiếp tục có cái suy nghĩ, có cái giao tiếp sai tiếp theo. Đó, cái sai này tí mới nói ra quý cô chú anh chị mới thấy này,
kinh hồn luôn. Mọi thứ đến từ suy nghĩ, đến từ tâm trí của chúng ta. Vậy thì nếu như chúng ta suy nghĩ tích cực, chúng ta suy nghĩ tới thành công, chúng ta suy nghĩ tới sự tốt đẹp, thì chúng ta sẽ thu hút những cái thành công tốt đẹp đến với cuộc đời của chúng ta. Này là đương nhiên. Điều này là đương nhiên. Khi mà chúng ta thấy được rằng là nếu như không yêu quý thì không bao giờ là hai chị em có thể ngồi nói nhau chuyện với nhau và tương tác với nhau được. Và nếu như quý cô chú anh chị thấy rằng là những cái này mình biết rồi, mình không cần xem nữa, hoặc là vì một lý do gì đó mình không xem, thì mình xem lại phía sau thì mình cứ comment. Mình vẫn nhận được những cái giá trị, nhưng những cái giá trị mà ngồi trước màn hình đây này, để chúng ta nói chuyện với nhau này, chúng ta đang truyền năng lượng cho nhau đây này, mới là tuyệt vời đỉnh của đỉnh nữa. Cho nên mỗi sự vật nó xảy ra với chúng ta, nó đều có hai lần cả, quý cô chú anh chị ạ. Và lần một thì nó diễn ra trong tâm trí, và lần thứ hai nó diễn ra, đó là nó có trên bàn tay của chúng ta. Cho nên nếu như chúng ta muốn điều gì đó thì điều đầu tiên chúng ta hãy phải cài đặt ở trong đầu của chúng ta hả. Cái sự cài đặt này vô cùng quan trọng đó, đừng lơ là với nó, đừng mất cảnh giác với nó. Bởi vì khi chúng ta mất cảnh giác là chúng ta đã bắt đầu gieo cái hạt xấu vào trong trong khu vườn tâm trí của chúng ta. Trong cái não của chúng ta nó chỉ có 2 lạng thôi quý cô chú anh chị, nhưng 10% đó nó là ý thức, 90% nó là tiềm thức. Cái tiềm thức này nó chia thành các ngăn ngăn khác nhau, những cái ngăn này để vị trí khác nhau. Não bên trái của chúng ta đó là về các tư duy logic, nhưng não bên phải của chúng ta thì nó lại là hình ảnh. Đối với các nhà khoa học lỗi lạc hay các thiên tài thì người ta sử dụng hai bên bán cầu não ngang nhau. Còn chúng ta không rèn luyện thì chúng ta sẽ dễ dẫn đến bị teo não, dẫn đến chúng ta không nhớ. Cho nên đối với con trẻ của chúng ta và bản thân của chúng ta, muốn ghi nhớ được tốt, chúng ta phải rèn luyện cả hai bán cầu. Cách rèn rèn luyện tốt nhất đó là gì? Hãy cho vào trong khu vườn tâm trí của chúng ta những thứ tích cực, tốt đẹp. Còn không, chúng ta nhận những cái thứ linh tinh ở bên ngoài vào thì nó làm cho khu vườn của chúng ta nó trở nên rậm rạp, sum xuê, tùm, nhưng không phải là cái thứ cây giá trị, mà nó lại là những cái thứ cây cỏ dại, nó là những cái gai độc. Thì chúng ta lại phải một lần nữa chúng ta dọn, chúng ta nhổ. Chúng ta tưởng tượng giống như khu vườn nhà chúng ta vậy thôi. Bất kỳ cái cây nào, cây này là cây độc tố, cây này là cây mà ăn để chữa bệnh, cây này là cây để như vậy là cho chúng ta cái sức khỏe, thì khu vườn tâm trí của chúng ta cũng như vậy. Hay nói cách khác, khu vườn tâm trí của chúng ta cũng có thể là nó giống như là một cái gì, giống như là một cái bưu điện của chúng ta đó. Cho nên cái nội lực ở đây, điều đầu tiên chúng ta phải làm sạch khu vườn tâm trí của chúng ta bằng việc gì? Bằng việc chúng ta suy nghĩ những điều tích cực, chúng ta gợi mở những điều tích cực, chúng ta ghi nhớ vào trong đầu chúng ta những điều tích cực bằng cái việc gì? Bằng cái việc chúng ta chụp bằng cái giác quan là bằng mắt, bằng cái gì? Bằng cái tai để chúng ta nghe, chỉ nghe rượu rượu âm thôi. Mắt chúng ta chỉ nhìn thấy rượu sắc thôi. Bây giờ chúng ta đã hiểu từ rượu sắc chưa ạ? Mắt của chúng ta hãy nhìn thấy rượu sắc thôi, tai thì hãy lắng nghe những cái rượu âm thôi. Những cái âm gì? Là âm cái tạp nhạm nhộn nhạo, những cái âm mà nó làm cho chúng ta bị đau đầu tốt hơn hết, gạt bỏ. Nếm rượu vị, hãy đưa vào trong cơ thể của chúng ta những thứ mà nó mang lại cho chúng ta sự tích cực. Đấy. Cho nên nếu như muốn công việc của mình thuận lợi thì điều đầu tiên chúng ta phải cài đặt trong chúng ta đó là thuận lợi. Nếu như chúng ta muốn giàu có, chúng ta phải cài đặt trong tâm trí chúng ta đó là sự giàu có.
Vậy thì sự giàu có ở đây phải đi với cái trí tuệ. Cái trí tuệ của mình đó là cái sự thông minh nhìn nhận, nhận diện ra cái gì là tốt chúng ta đưa vào. Cái gì là tốt? Muốn biết nó là cái gì là tốt thì không phải ngay một khắc chúng ta đã biết ngay đâu. Chúng ta phải có thời gian. Và chúng ta phải có kiến thức. Đó. Thế nhưng mà cái người thông minh nhất là cái người gì? Là cái người người ta biết nhìn nhận thông qua những người thành công. Chúng ta phải đặt câu hỏi. Chúng ta phải đặt câu hỏi thông minh. Chỉ có đặt câu hỏi thông minh thì mới cho chúng ta cái kết quả nhanh hơn. Còn với bản thân của chúng ta, nếu không đủ năng lực để nhận diện thì tốt hơn hết chúng ta phải có một người thầy. Nếu chúng ta không đủ năng lực để nhận diện, nhắc lại một lần nữa, chúng ta phải có một người thầy hoặc những người thầy, và phải biết chọn lựa người thầy của mình. Đấy, phải biết chọn lựa người thầy của mình. Chúng ta thấy những câu chuyện chúng ta mua về cho con cái chúng ta, đã bao giờ chúng ta làm tốt về tâm trí cho các con hay chưa? Hay là chúng ta chỉ mua những cái cuốn sách để theo cái gì? Theo cái mà các em nó thích. Rất may mắn có những em nó thích, nó đúng theo cái mà chúng ta biết. Nhưng những cái gì mà cho con chúng ta bổ não á, thì chúng ta cho con chúng ta đọc. Mà cái bổ não ở đây, quý cô chú anh chị biết, bây giờ quý cô chú anh chị nào, ở trong đây có bao nhiêu quý cô chú anh chị đang có con nhỏ, kể cả con nhỏ, con lớn, và kể cả chúng ta. Chúng ta biết cái sách đầu tiên mà chúng ta cần cho con cái chúng ta đọc, hay bản thân chúng ta phải đọc nó là gì không ạ? Em đang có biết đó là quyển gì không? Em thì em có một cái sở thích đặc biệt, đó là khả năng nó hơi không giống ai mấy. Đó là em hay nghe nhạc về mùa xuân và hay nghe những cái bản nhạc quốc tế. Tất nhiên là về sách về phát triển bản thân thì em cũng có nghe. Và em hay sưu tầm những câu danh ngôn của Việt Nam mình và thế giới. Những cái câu nói hay, câu danh ngôn. Em hay tầm lắm. Rất là cảm ơn em. Đó là sở thích của em. Dạ. Khi mà chúng ta hiểu ra được cái điều vi diệu này thì chúng ta phải biết như thế này. Cái sách đầu tiên mà chúng ta cần cho con chúng ta đọc đó là lòng biết ơn. Hãy cho các con biết về lòng biết ơn. Lòng biết ơn vô cùng quan trọng. Tại sao lòng biết ơn lại là quan trọng? Chúng ta thấy là ở trong cái chương trình của tiếng Việt của tiểu học ấy, nó có cái câu chuyện là vua Midas thích vàng. Ông ta được thần cho ba điều ước, thì ông ấy ước điều ước thứ nhất đó là gì? Ông muốn mỗi một lời nói ông ấy phát ra sẽ là vàng. Ông chạm tay vào đâu trở thành vàng ở đấy. Ông chạm tay vào đâu trở thành vàng ở đấy. Bởi vì gì? Ông ấy đang mơ ước có vàng. Cho nên là bất kỳ một cái vị thần nào mà hiện ra thì đều hỏi chúng ta là mong muốn điều gì. Em có công nhận không? Nào, bao nhiêu quý của chú anh chị ở đây thấy đúng như thế nào? Bây giờ là ví dụ như là trong chuyện Tấm Cám, chúng ta thấy là vào một hôm Tấm đi ra ngoài giếng, khi cúi nhìn xuống giếng như mọi lần, Tấm nói bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người. Khi nghe thấy Tấm gọi, chỉ có một cục máu nổi lên, Tấm ngồi Tấm khóc, bụt hiện lên và nói rằng tại sao con khóc, bây giờ con mong ước điều gì? Đó, thế thì bụt cũng hỏi người đấy mong ước điều gì cơ mà. Cho nên chúng ta cũng vậy, cái này nó liên quan đến cái bán hàng của chúng ta này. Các quý của chúng anh chị muốn bán cái hàng gì, điều đầu tiên chúng ta phải hỏi người ta muốn gì chứ.
khao khát điều gì, chứ không phải là ông muốn gì. Thì lúc này người ta lại cảm giác rằng cái câu này là một cái câu gì, câu gây chiến, đúng không? Đấy, cho nên là cái cử chỉ thái độ nó đi sau. Thế nhưng mà chúng ta nhớ này, hay là như này, chuyện là người Do Thái với lại cái vịnh 34, vịnh 34 á, khi mà đi xuống những cái du thuyền thì người ta vẫn nhắc, người ta vẫn có cái hình ảnh của Aladdin và cây đèn thần ấy. Aladdin và cây đèn thần. Thế thì Aladdin à, trong một lần Aladdin nhặt được cây đèn thần này ở trong cái kho của, khi cầm cây đèn lên và Aladdin lau cây đèn cho nó bóng lên, thì tự dưng có một con người cao lớn khổng lồ. Thế thì khi mà chúng ta như vậy đọc đến đây là chúng ta đã thấy là người ta đã gieo vào trong tâm trí chúng ta một con người cao to quá khổ, đúng không? Cao to quá khổ này thì rõ ràng là một con người đặc biệt. Cho nên ngày xưa người ta tinh tường lắm. Đấy. Thế rồi khi mà thần hiện ra thì nói với lại Aladdin điều gì? Thưa ngài, thưa chủ nhân chứ, mong muốn của ngài là mệnh lệnh của tôi, của ta. Mong muốn của ngài là cả vũ trụ này. Và ngay bây giờ, ngay lúc này, ngài đang mong muốn điều gì? Thấy chưa? Thế thì người ta đều hỏi chúng ta là mong muốn cái gì? Thế thì mong muốn cái gì thì đó chính là suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta muốn cái gì thì chúng ta nói cái đấy, thì ngay lập tức thần đèn sẽ gì? Cho chúng ta. Giống như là vua Midas yêu cầu rằng là chạm tay vào vàng, chạm tay vào vật gì cũng hóa thành vàng, thế thì thần cho ngay. Thế nhưng mà ông ấy không ngờ rằng là ông ấy ăn cơm, ông ấy chạm vào cơm nó cũng hóa thành vàng, thế là ông tiêu rồi. Chừng từng chi tiết này chúng ta hãy cho con của chúng ta biết con muốn điều gì, con phải khắc sâu ở trong đầu. Vậy thì suy ra chúng ta cũng vậy, muốn điều gì chúng ta phải khắc sâu ở trong đầu. Bây giờ chúng ta muốn giàu có, thế nhưng người khác mang giàu có đến cho thì chúng ta lại nói gì? Chúng ta giao tiếp sai với chúng ta. Cũng giống như là gì, ai cũng sợ chết bỏ xừ đi, đúng không? Rõ ràng là chúng ta vẫn có cái tham của ông ta chứ, đúng không nào? Và khi mà chúng ta biết được rằng là cái người đấy mắc căn bệnh như thế, thì lúc này chúng ta mới bán hết tất cả đi. Cái này nó lại được nói ở trong cái phần sau. Còn bây giờ chúng ta mới nhắc này, nếu như chúng ta miệng thì luôn nói rằng là mình không sợ, nhưng đến lúc nó đến rồi, đối diện với nó rồi mới thấy sợ, mới thấy sợ. Cho nên là với cái luật hấp dẫn, tất cả những cái gì mà nó phát tín hiệu ở trong trí não của chúng ta, tức là chúng ta đã được gieo cái hạt đó vào trong não của chúng ta rồi, thì bắt đầu nó mới nảy mầm. Nó nảy mầm cực nhanh luôn. Một cái búng tay của chúng ta có 60 năm hạt xấu tốt được gieo ra. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nó sẽ nở ra gấp đôi. Vậy thì cứ một hạt xấu nó nở ra gấp đôi, một hạt xấu nở ra gấp đôi. Cái hạt xấu này gì? Là do chính chúng ta gieo. Không ai cố tình có thể nhét được vào trong đầu chúng ta những thứ chúng ta không muốn. Cho nên là chúng ta là người thầy của chúng ta. Chúng ta chính là gì? Chính là người tạo ra cuộc sống của chúng ta, chứ không phải người khác. Đó. Cho nên chúng ta cần cẩn thận với lời nói, ý nghĩ chúng ta phát ra. Cho nên phải nhớ luôn luôn nói lời diệu ngôn nhé. Đấy. Chúng ta giao tiếp với lại cái ông thần đèn bằng cái gì? Bằng suy nghĩ của ta. Chúng ta giao tiếp với lại với lại ví dụ như vua Midas giao tiếp với thần cũng bằng ý nghĩ của ông phát ra lời nói, đúng không? Phát lời nói này có cả cảm xúc nữa thì nó càng nhanh cho chúng ta kết quả. Nhớ nhé, khi mà chúng ta có cảm xúc thì càng nhanh kết quả. Giống như này này, nếu như buổi sáng ra mà chúng ta cảm thấy rằng là mọi việc tươi vui, miệng chúng ta huýt sáo, nở nụ cười tươi khi gặp người khác, đôi mắt thì lấp lánh niềm vui, thì lúc này năng lượng vô cùng. Nhưng sáng ngày hôm đấy mà bị cha bị mẹ mắng, bị thầy bị cô mắng,
thì ngay lập tức lúc này như thế nào? Cái sự bực dọc nó xuất hiện, và lúc này là đá thúng đụng nia, đúng không? Đó. Cho nên là nếu như mà chúng ta cứ luôn luôn cái suy nghĩ tiêu cực ấy được lặp lại đi lặp lại nhiều lần, thì cái ông thần đèn, cái ông thần Bác Tôn ấy, của vua Bi Đát ấy, ông sẽ ghi vào, ông bảo rằng ông Bi Đát, ông ấy thích là ông nghèo khổ chết rồi, ông cứ nói mãi là tôi nghèo khổ gì thì tôi nghèo khổ như vậy. Cái từ nghèo khổ nó neo lại ở trong cái đầu của cái ông thần đèn, ông chả nhớ được cái câu gì, ông chỉ nhớ được mỗi từ nghèo khổ thì ông cho nghèo khổ. Ông hút mà những thứ mà nó cùng trường năng lượng nó sẽ hút nhau. Đấy, cho nên là những cái suy nghĩ của người ta cố gắng kiểm soát suy nghĩ của mình, cẩn thận với suy nghĩ lời nói của mình đó. Và chúng ta biết được rằng là cái công thức làm chủ cuộc đời thì nó dễ lắm. Đấy, nó rất dễ, nó dễ là do chúng ta nghĩ, nhưng mà để mà thực hiện nó, để mà quản lý nó, để mà cho nó phát huy tác dụng thì phải là cái chủ thể là ai? Là chính chúng ta. Cho nên chúng ta là một tuyệt tác của tạo hóa, là một tuyệt tác của tạo hóa. Và nếu như mà chúng ta suy nghĩ tốt đẹp thì chúng ta sẽ có những hành xử tốt đẹp, đúng không? Và cái hành xử của chúng ta tốt đẹp thì mọi việc sẽ trở nên là an yên. Ví dụ chúng ta luôn luôn sống với lòng biết ơn. Biết ơn ai? Ngày hôm nay cuộc nói chuyện này với 13.000 quý cô chú anh chị đang ở đây, cộng với em Lai, cộng với Lan, có phải rằng là chúng ta đang biết ơn tất cả chúng ta đang ngồi ở đây, đang nghe live stream này. Và Lan cảm thấy rằng sau lưng mỗi con người có 250 mối quan hệ. Thầy của Lan dạy như vậy đấy. Sau lưng mỗi con người này có 250 mối quan hệ. Vậy thì 13.000 người này nhân với 250 mối quan hệ thì chúng ta đã lan tỏa được giá trị này cho tới một phần đáng kể của 8 tỷ người trên thế giới. Có đúng không ạ? Đấy. Thế thì cái suy nghĩ của chúng ta nó tốt đẹp, và cái mà bí mật công thức tột đỉnh của thành công đó là gì? Với tình yêu thương và lòng biết ơn. Tình yêu thương và lòng biết ơn này nó cho cái luật hấp dẫn, nó được kích hoạt, nó được mở khóa một cách vô cùng tuyệt vời. Để thực hiện được cái luật hấp dẫn này cho nó đúng cách thì chúng ta phải sống với tình yêu thương và lòng biết ơn. Vậy thì đối với con cái của chúng ta, chúng đang ở lứa tuổi nhỏ, thì hãy mua cho các con những cuốn sách nói về lòng biết ơn. Biết ơn ai? Biết ơn người đầu tiên mang đến cuộc sống này cho các em, đó là ai? Đó là cha mẹ, đó là ông bà, đó là ai? Đó là những người xung quanh. Khi các em biết sống với tình yêu thương và lòng biết ơn thì nó sẽ chính là một cái chìa khóa vạn năng để mở vạn cánh cửa ngoài đời. Khi mà chúng ta không biết ơn, quý cô chú anh chị thì nghĩ xem, đi ra ngoài mà chúng ta đưa nắm đấm đấm rồi, hôm trước nói rồi, một nắm đấm chúng ta sẽ ăn lại ít nhất là hai nắm, tức là gieo ít gặt nhiều đấy, đúng không? Em Lai ngày xưa mà khi chưa biết đến thì đã bao giờ là đã cho nó nở được như thế chưa? Em lúc ít tuổi em cũng rất là nóng tính, em cũng rất cũng không em may mắn, tức là em cũng kiểm soát bản thân mình được, em cũng vượt qua được rất nhiều những cái cám dỗ, rất nhiều những cái cám dỗ mà em cũng cảm thấy tự hào với chính mình. Mình tự hào với chính mình tại sao mình lại bước qua được những cái cám dỗ như thế. Những cái lời nói tốt đẹp của chúng ta, những cái suy nghĩ tốt đẹp của chúng ta sẽ cho chúng ta những cử chỉ, cái cư xử, hành vi nó tốt đẹp. Và khi tốt đẹp như vậy thì chúng ta sẽ hấp dẫn được những con người có cùng trường năng lượng đó. Và rõ ràng là khi chúng ta mở khóa bằng cái mã khóa tình yêu thương và lòng biết ơn thì lúc này tất cả xã hội của chúng ta trở nên tốt đẹp, trở nên tốt đẹp. Đấy, chúng ta cảm ơn những cái anh thợ điện, không chỉ là những cái anh thợ điện đang điều hành điện để cho chúng ta có cuộc nói chuyện hôm nay, mà cảm ơn tất cả những con người đã tạo ra cái dòng điện này, thậm chí kể cả những cái anh mà
kỹ sư mà anh ấy kéo cái đường dây 500 kV bằng cái công việc thủ công, và có nhiều người đã không còn tồn tại khi mà các anh ấy làm những cái nhiệm vụ ở những cái cao điểm, ở những cái đỉnh núi, ở những cái nơi rừng rú heo hút như vậy. Thế thì khi mà chúng ta như vậy, là biết ơn như vậy, thì rõ ràng mọi thứ nó sẽ đến với chúng ta thật là tuyệt vời. Thế nhưng mà quý cô chú anh chị biết không, giống như Lan nói vừa nãy đấy, cái bí mật của công thức thành công tột đỉnh nó rất là dễ, thế nhưng chúng ta có thực hiện nó theo một cái thói quen hay không thì lại phải là ở quý cô chú anh chị. Thì chúng ta biết được đây là cái mã khóa thành công rồi, thế nhưng mà ngay sau đây tắt cái live stream này đi, trở về thì lại ùa vào trong đầu của chúng ta, đó là gì? Đó là sự nhìn nhận là ngày hôm nay đứa nào làm mình bực tức nhất. Nói đứa nào là tức là Lan đang nói lại những cái suy nghĩ nhé, suy nghĩ của quý cô chú anh chị đa số ngoài kia nhé. Rồi cái tức là những cái từ mà chúng ta gọi ở trong cái ngôi thứ nó không được đẹp đấy, thế thì người ta mới nói rằng là cái việc mà quản trị nó để mà cho nó nảy nở thì lại là ở chủ thể của cái người mà mong muốn mình có cái điều đó. Cho nên ngày hôm nay nếu như chúng ta mong muốn chúng ta giàu có thì ngay ở trong tâm trí của chúng ta phải là sự giàu có. Chúng ta muốn giàu có, chúng ta phải ngay ở trong tâm trí của chúng ta, chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải thay đổi bằng cách biết ơn những người hôm nay đã khai mở mình, biết ơn mình đã khai mở mình. Đầu tiên phải biết ơn chính mình, bởi vì mình có ngồi, mình có nghe, mình có cảm nhận, mình cứ phải trả giá bằng cái thời gian đó. Cảm ơn mình đã chịu ngồi mà mình lắng nghe để đến bây giờ mình biết được cái công thức thành công tột đỉnh của những người thành công, đúng không? Đấy, theo cái luật hấp dẫn thì chúng ta tạo ra thực tại của chính chúng ta, và những gì chúng ta tập trung vào thì nó chính là cuộc sống của chúng ta, và nó gợi ý cho chúng ta làm gì. Chúng ta chính là những cái thỏi nam châm để thu hút những cái điều mà chúng ta nghĩ. Bởi vì gì? Những điều mà chúng ta tin nó sẽ xảy ra ngay chính tương lai. Cho nên để mà vận dụng cái luật hấp dẫn này vào trong bức tranh của chúng ta thì điều đầu tiên đó là chúng ta phải hình dung ra cái mục tiêu của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là trở nên giàu có, nhưng mà càng cụ thể bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Cái mục tiêu của chúng ta đó là gì? Chúng ta giàu có là giàu có như thế nào? Chúng ta muốn có 1 triệu đô. Vừa nãy em Lai em nói rằng là chị Lan ạ, nếu mà chị làm giáo viên thì 30 năm nữa chị có 4 tỷ. Làm gì có. Quý của chú anh chị thấy không? Có nhiều người là 50 triệu mà đến hỏi còn bảo là không còn cái gì. Bởi vì chúng ta ăn luôn cả thóc giống rồi. Bây giờ bao nhiêu người em Lai đi, người ta bảo người ta không có đồng nào. Có nhiều không? Có khi 10 người thì có đến 9 người. 9 người bảo không có đồng nào. Đến 1 triệu 300 nghìn còn không có cơ mà. Cho nên nếu như mà chúng ta muốn thành công ấy, thì điều đầu tiên chúng ta phải cài đặt trong tiềm thức chúng ta sự thành công. Mà muốn cài đặt cái sự thành công ở trong tiềm thức thì chúng ta phải mong muốn là chúng ta muốn gì ạ? Chúng ta muốn điều gì? Đấy. Muốn trở nên giàu có thì chúng ta phải cài đặt sự giàu có vào trong đầu chúng ta. Chúng ta muốn trở nên xinh đẹp, cài đặt vào trong đầu của chúng ta. Cho nên người ta nói tâm sinh tướng là như vậy đấy quý cô chú anh chị. Đầu tiên phải là tâm trí của chúng ta, hay nói cách khác, nội lực của chúng ta. Cái nội lực của chúng ta đó là cái gì? Đấy. Chứ còn chúng ta cứ nói chung, chúng ta nói ngay từ đầu tiên chúng ta đã sai rồi thì làm sao mà chúng ta thành công được. Cho nên ngày hôm nay nhớ nhé, live stream này sẽ giúp cho quý cô chú anh chị tìm được một cái quan
đầu đường làm giàu cực kỳ dễ thương, cực kỳ tuyệt vời. Và chỉ có chúng ta ngồi đây, chúng ta chịu nghe hết livestream chúng ta mới có nó thôi. Mà livestream thì hơi dài nhỉ. Đó. Chị cho em xin phép được nói chèn một tí chỗ này. Chị có biết là tại sao mà em lại ao ước là rất nhiều người giáo viên ở mỗi tỉnh được khoảng 10 người như chị không ạ? Vì thế này này, em bố mẹ em là giáo viên, vợ em cũng là giáo viên, mà em biết được là cái ngành nghề giáo viên ấy, là có tiếng nhưng mà không có miếng. Nghề thì rất là quý đúng không ạ, nhưng mà lương thì lại không được cao lắm, rất là thấp đó. Thì khi mà cuộc sống mà lương thấp ấy, thì không thể hài lòng được, cuộc sống sẽ không thể hài lòng được. Nhưng có cái hay ở cái chỗ là gì, giáo viên thì là người có trình độ, có kiến thức, và chắc chắn thì người giáo viên thì đều cả 10 người đều muốn làm giàu đúng không ạ. Và em lại cũng biết được thêm giáo viên thì nếu như giả sử hôm nay không có tiền thì đến tháng lương cũng có lương, hoặc là giáo viên có được là nhà nước hỗ trợ ưu đãi cho là vay thế chấp bảng lương đúng không ạ. Vậy thì có thể hôm nay không có tiền nhưng mà biết đến cơ hội, và đặc biệt là cơ hội tốt như tập đoàn UST của chúng ta tham gia rất được, thật là hơn rất là nhiều người khác ở ngoài kia đúng không ạ. Vậy thì không có tiền vẫn có thể là vay được mà, vẫn có thể thế chấp bảng lương vay một ít được để khởi nghiệp mà, đồng hành mà đúng không ạ. Chưa nói đến chuyện vay nhé, chưa nói đến chuyện vay, bởi vì sao? Chúng ta là thỏi nam châm thu hút tiền bạc, thu hút sự giàu có, thu hút những đối tác giàu và siêu giàu, thu hút những con người có tâm, có tầm, có tài, thu hút tất cả những khách hàng có cùng chung mong muốn. Đó. Thế thì bây giờ như này, cái suy nghĩ nó tạo ra cảm xúc, tạo ra cảm xúc. Và cảm xúc thì tạo ra hành động, và hành động thì tạo ra kết quả. Đây chính là bí mật mà đã nói được rất nhiều trong những cái livestream. Thế nhưng mà cái gốc rễ của vấn đề ở đây là gì? Nào, quý cô chú anh chị có biết gốc rễ vấn đề ở đây tại làm sao mà hỏi đến như vậy là 10 người ngoài kia có đến 9 người nói rằng là mình không có tiền. Và nếu như quý cô chú anh chị nào mà đang ở trong cái tình trạng là mình đã từng trả lời như thế thì ngày hôm nay nói với quý cô chú anh chị rằng quý cô chú anh chị đã giao tiếp sai với bản thân, và cái sử dụng luật hấp dẫn của quý cô chú anh chị bị sai hoàn toàn, dẫn đến thực sự chúng ta không có tiền. Chúng ta sẽ thực sự không có tiền. Nhớ nghe. Đó. Thế thì bây giờ quý cô chú anh chị thấy là đến bây giờ phần sau này vẫn vô cùng tuyệt vời nữa. Nào, chúng ta hãy dừng lại ít phút để chúng ta chia sẻ về các tường Facebook, Zalo, các trang mạng xã hội của chúng ta, để chúng ta làm cánh tay nối dài, để chúng ta cùng biết xem những người thành công nói gì về luật hấp dẫn. Tại sao chúng ta vẫn thường kêu trời ơi, đi làm cả ngày sáng trưa chiều tối mà đến tận giờ vẫn không có tiền? Trong đầu của em Lai đang suy nghĩ cái gì chị biết rồi đó. Không có cười thì bây giờ nhìn thấy là phạt 50 đô đấy. Quý cô chú anh chị thấy không? Tại sao Lan lại nói em Lai như thế? Tí quý cô chú anh chị sẽ biết. Còn bây giờ chúng ta cùng nghĩ này. Cái suy nghĩ nó tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra cái hành động, hành động tạo ra kết quả. Nhưng cái gốc rễ của vấn đề mà đến bây giờ quý cô chú anh chị sau 50 năm, 60 năm, 70 năm chúng ta vẫn chưa có đồng nào giống như Lan trước đây. Làm được bao nhiêu, bắt đầu về, tiêu, rồi cùng với lại về thăm cha, thăm mẹ, thăm họ hàng, thăm người thân. Đến lúc vào chúng ta phải trả nợ tiếp. Và cứ tiếp diễn như vậy, năm này qua năm khác. Chúng ta muốn xây một căn nhà để chúng ta không phải đi thuê nữa thì tiền cũng không đủ. Và chúng ta lại lại còn tự vấn mình nè.
Một năm làm nhà, 3 năm trả nợ. Trời ơi, đến bây giờ hiểu ra vấn đề rồi đấy. Quý cô chú thấy anh chị có đáng phạt em Lai 50 đô không? Đấy, chúng ta mới thấy gốc rễ của vấn đề ở đây là gì? Chúng ta không thay đổi trong gốc rễ, mà chúng ta thay đổi ở hoa trái. Lan đã nói rất là nhiều, tất cả chúng ta đây, tất cả những cái gì nó nổi ra bên ngoài chúng ta mới chỉ có 10% thôi. Trừ khi người ta nói ra thì chúng ta mới hiểu được họ là ai. Đúng không ạ? Đó. Nhưng mà người ta không nói, chúng ta chỉ nhìn thấy cái bề ngoài thôi, thì chúng ta mới chỉ nhìn được 10% thôi. Đấy, mới chỉ được có 10% thôi. Thế thì bây giờ, tại sao Lan lại nói rằng là chúng ta không thay đổi ở trong gốc rễ, mà chúng ta lại chỉ có thay đổi ở hoa trái? Bởi vì vấn đề là nó nằm sâu ở trong trong tâm trí của chúng ta hãng. Nó nằm sâu ở trong tâm trí của chúng ta hãng, nhưng mà nhiều năm nay, chúng ta chỉ thay đổi hành động thôi. Có phải rằng khi mà chúng ta đang không có tiền, quý cô chú anh chị bắt đầu làm gì ạ? Lao ra ngoài đi tìm một công việc nữa để chúng ta có nhiều tiền hơn, đúng không? Đúng không em Lai? Em thấy rằng thực tế thì rất nhiều người, không phải người ở Việt Nam mình không đâu, thực tế thì hơn 90% người trên toàn cầu đang dính vào một cái bẫy tài chính, đang dính vào một cái bẫy tài chính. Tại sao mà em lại nói là đang dính vào cái bẫy tài chính? Là vì có phải là cái đầu vào với cái đầu ra nó không bằng nhau không ạ? Tức là gì? Tức là cái đầu đầu thu vào, tức là mình làm ra bao nhiêu tiền và mình chi chi phí mất bao nhiêu tiền, thì giữa cái đầu vào, nó là cái nguồn thu vào, và cái đầu chi ra nó bị chênh lệch nhau. Vậy thì nó chênh lệch nhau, tức là ví dụ mình làm một tháng 10 triệu đi, mà mình phải chi phí một tháng là 12 triệu, thì có phải trung bình mỗi một tháng mình âm mất độ khoảng là 2 triệu không ạ? Đó, thế thì một tháng âm 2 triệu thì là 10 tháng thì là âm 20, thế 10 năm thì âm 200. Đấy, đại ý nó là như thế. Và cứ năm này qua năm khác, thế là hết cuộc đời, luôn luôn sống ở trong một cái vòng tròn an toàn giả tạo, áp lực. Đấy là cái thực tế. Và như ngày hôm qua chị cũng đã nói đấy, một chị bạn bạn một chị một người chị thân thương của chị Lan ấy, khi bảo rằng là chị bây giờ về hưu rồi cần gì phải đi ra ngoài mà làm nữa, chị bảo rằng đi làm cho nó vui. Trời ơi, có phải là giao tiếp sai với mình không, lại nói dối tiếp một cái lần nữa? Nếu như mà khi nhà nước cho nghỉ rồi á, thì có nghĩa rằng là lúc này cũng đã gọi là phế thải rồi. Bởi vì làm sao? Bởi vì thực ra là chúng ta đã mắt mờ chân chậm rồi mới cho về, chứ còn bình thường ra á, nếu như mà tinh nhanh như các bạn trẻ thì cũng không đâu nhỉ. Đó. Thế nhưng có một điều là chúng ta hoàn toàn giao tiếp sai với chúng ta, và chúng ta gì? Chúng ta không hiểu gốc rễ của vấn đề. Bao nhiêu năm nay chúng ta đi làm nhưng chúng ta không bỏ ra được một đồng, thậm chí chúng ta ăn hết cả thóc giống. Em Lai vừa nói nó là một thực tế, tức là cái tốc độ chúng ta làm ra tiền không nhanh bằng cái tốc độ chúng ta tiêu tiền. Và khi mà cái tốc độ tiêu tiền của chúng ta nó nhanh quá, kết hợp với lạm phát hiện nay, thì bắt đầu lúc này chúng ta bắt đầu mới đi tìm thêm công việc để chúng ta làm, tức là chúng ta lao ra làm việc về tiền. Và những cái hiệp vụ này thì nó vô cùng khốc liệt. Bởi vì sao? Bởi vì lúc này chúng ta đã lớn tuổi rồi, và chúng ta không thể là đủ sức cạnh tranh với các bạn trẻ. Vậy thì những cái công việc nào mà lương cao thì cần phải cái trí tuệ. Trí tuệ nó phải nhanh nhạy. Đó. Thế nhưng mà ngay bản thân của chúng ta, cái việc mà chúng ta tạo ra dòng tiền cho chúng ta cũng không làm nổi. Huống chi là như vậy là một trong trong một cái mức độ cạnh tranh của các công ty xí nghiệp trong cái thời đại hiện nay. Đặc biệt khi mà cái công nghệ người ta đã đưa vào và trong chỉ trong nháy mắt thôi, thì người ta có thể kiếm được hàng vài trăm triệu, thậm chí hàng tỷ, hàng nghìn tỷ.
thì chúng ta vẫn lò dò làm những cái công việc khác. Và đặc biệt nữa, người người cao tuổi ấy, thì là mắt mờ chân trận rồi, chúng ta đâu có làm được nữa. Thế thì chúng ta vẫn cứ lao ra để chúng ta làm. Như vậy thì chúng ta đang làm sai với cái luật hấp dẫn đấy. Cái năng lực của chúng ta nhận thấy ở trong cái gì, khi mà chúng ta làm bất kỳ một cái vấn đề gì, thì có phải điều đầu tiên chúng ta giao tiếp với mọi người đó là cái mắt của chúng ta chụp ảnh không? Bây giờ này nhìn thấy Lan với em Lai và rất là nhiều quý cô chú anh chị đang xem theo dõi live stream đây, thì chúng ta đang dùng cái gì ạ? Dùng cái mắt để chúng ta chụp lại cái mắt của chúng ta đó, rồi cái tai của chúng ta lắng nghe, rồi gì nữa, khi mà chúng ta tức là cảm nhận bằng cái sự việc đấy, mắt, tai, rồi khứu giác, rồi vị giác của chúng ta, thậm chí là xúc giác, chúng ta sờ bằng tay, chúng ta đang vận dụng những thứ này thôi, tức là chúng ta đang nhìn bằng mắt, chúng ta đang cảm nhận bằng bề ngoài. Tại sao nói chúng ta sai? Bởi vì chúng ta không thay đổi từ cái gốc rễ, không thay đổi từ suy nghĩ, mà chúng ta chỉ thay đổi bằng cách là chúng ta nhìn và chúng ta nghe thôi. Có vẻ bây giờ như nói này, ai nói với em Lai rằng này, Lai ơi, hiện ở chỗ kia là người ta đang bán rau kìa, nó rất là rẻ. Chỗ của em bây giờ hiện nay là rau nó đang đắt, thì bây giờ đi lấy ít rau về cũng có tí tiền, có đúng không? Khi chúng ta đang thiếu tiền mà người ta bày cho như thế là chúng ta chạy đi ra đấy, chúng ta mua. Người ta bày chúng ta là này, bữa nay là ở cái chỗ là đang có đất đấy, bây giờ như vậy bỏ tiền ra đấy thì độ chỉ khoảng 5 đến 10 năm sau, chỉ khoảng 3 đến 4 năm sau thì cái chỗ đấy là đất đấy nó phải lên ít nhất là, mình mua 1 tỷ thì ít nhất nó cũng phải được 2 tỷ. Tức là chúng ta đang sử dụng cái gì? Đang sử dụng mắt và đang sử dụng gì? Tai, để chúng ta nhận diện vấn đề. Thế là chúng ta nhảy hết cái chỗ nọ sang đến cái chỗ kia, nhưng mà cuối cùng là gì? Chúng ta tay trắng, hoàn tay trắng. Nghe người ta nói rằng là làm giá đỗ tốt lắm. Làm giá đỗ là như vậy là cũng lời đấy. Hoặc là bán sữa đậu nành cũng lời lắm. Tức là trước đây là Lan có đọc cái quyển là 100 những cái ngành nghề mà cho cái tiền mà không bị nợ vốn ấy. Người ta bày chúng ta, thế nhưng mà người ta bày khi mà người ta bán ở đâu, chúng ta không dùng cái trí não của chúng ta, mà chúng ta lại dùng hoàn toàn bằng gì? Bằng cái mắt nhìn. Đấy, tức là chúng ta đang gì? Đang nhảy hết từ việc này đến việc khác. Chúng ta lúc này là chúng ta đang thay ở bên ngoài thôi, quý của chú anh chị ạ. Nhá. Lúc này là chúng ta đang thay ở bên ngoài thôi, tức là chúng ta đang thay cái vỏ bên ngoài. Chúng ta đang thay hoa trái thôi. Chứ chúng ta muốn thay đổi cái hoa trái này thì chúng ta phải thay gốc rễ. Mà gốc rễ của vấn đề đó là gì? Đó phải là suy nghĩ chứ không phải là hành động. Tất cả những thứ mà chúng ta nhảy từ việc này sang việc khác, chúng ta mua cái này bán cái kia, chúng ta làm hết công việc này đến công việc khác, nhưng cuối cùng rồi thì chúng ta vẫn không có, thì đấy là chúng ta đang thay đổi bằng hành động, bằng cái hoạt động ở bên ngoài. Cho nên khi mà chúng ta không thay đổi cái suy nghĩ, chúng ta không thay đổi cái dấu ấn ở bên trong này, thì chúng ta sẽ không có điều mà chúng ta mong muốn. Đấy. Cho nên ngay lúc này hiểu rồi thì hãy làm cho suy nghĩ của mình phong phú lên. Nào, nếu như ai còn đang ở xem đây, chúng ta hãy comment vào khung chat đi. Comment vào khung chat tức là chúng ta đã bắt đầu thay đổi bằng cách chúng ta gieo vào hạt tâm trí của chúng ta, gieo vào suy nghĩ của chúng ta. Đây là bước khởi đầu tiên kiến tạo nên công thức thành công tuyệt đỉnh của những con người thành công, của những tỷ phú và triệu phú đô la, của những con người thông minh. Nếu với các bạn học trò thì hãy khởi tạo nó bằng việc tôi là một người học giỏi, tôi học giỏi, bạn học giỏi, tôi cũng giỏi như bạn.
và tôi còn giỏi hơn bạn. Đây là những hạt đầu tiên để khởi tạo nên điều tuyệt vời nhất cho chúng ta, cho con cái chúng ta. Hãy thay đổi từ gốc rễ của vấn đề. Gốc rễ của vấn đề nó phải có trong suy nghĩ của chúng ta. Ví dụ, chúng ta lên xe để chúng ta đi đám cưới, thì điều đầu tiên chúng ta phải biết nó xảy ra lúc mấy giờ, và chúng ta cần gọi xe hay chúng ta đi xe máy, chúng ta mặc bộ quần áo đẹp nào. Nó phải có trong trong đầu của chúng ta hả? Nó phải có trong suy nghĩ của chúng ta hả? Cho nên nhắc lại lần nữa, hãy đừng thay đổi ở bên ngoài mà hãy thay đổi ở bên trong. Sau khi chúng ta thay đổi ở bên trong rồi thì vũ trụ sẽ hợp được với chúng ta. Vũ trụ sẽ hợp được với chúng ta. Đó là chúng ta sẽ hút những thứ như thế. Có phải rằng khi chúng ta nói rằng chúng ta mặc bộ quần áo, ví dụ như ngày hôm nay Lan nói là Lan sẽ mặc bộ quần áo, nói về luật hấp dẫn, đó là cái sự mà vi diệu của vũ trụ, và mình là một tuyệt tác của thiên nhiên, cho nên Lan mặc bộ quần áo, cái áo nó có cái gì, nó có những cái chữ ở đây đó, ví dụ vậy, ví dụ nhé. Đó, thế thì khi mà mình bắt đầu đã cài đặt vào trong như thế thì điều đầu tiên mình đã có ở trong đầu mình rồi. Đây là tư duy tích cực đó. Hãy tập trung suy nghĩ ngay lúc này và ngay bây giờ, hãy làm cho mình có những cái suy nghĩ. Nếu như chúng ta muốn giàu có thì hãy cho suy nghĩ của mình đó là sự giàu có dư giả và đủ đầy nào. Hãy cùng mơ đến nó với việc mình có một ngôi nhà vô cùng tuyệt vời, mình có một chiếc xe siêu xe, mình có một du thuyền, mình có một cái tài khoản mà trong đấy tiền chảy về hàng ngày. Chúng ta phải có những suy nghĩ như vậy hả? Chứ không phải là bất kỳ ai người ta nói với mình một cái, dán tuẹt một câu thì quý cô chú anh chị sổ tuẹt luôn đấy ạ. Không đến với chúng ta đâu. Giống như này này, khi chúng ta đến nhà một ai, chúng ta nở nụ cười, người đấy nở nụ cười lại, chúng ta sẵn sàng giơ chân chúng ta bước vào nhà đó. Nhưng nếu như bây giờ chúng ta đến nhà một người, chúng ta gì, nở nụ cười, họ chẳng cười cái gì cả, họ quay ra họ đánh con họ, chúng ta có muốn vào không ạ? Không bao giờ muốn vào. Tiền cũng vậy, hãy gieo vui với nó và hãy có cảm xúc cùng với nó, thì lúc này cái ông thần đèn ở trong đầu ông ta đấy, hay là ông vua Midas đấy, à cái ông thần Bắc Tôn ấy, đó, ông ấy bắt đầu mới nói rằng là, hay là bà tiên á, bà tiên bà Bụt đấy, bà tiên ông Bụt đấy, mới bảo rằng à như vậy là bạn này bạn mong muốn giàu có thì hãy hợp lực cùng với chúng ta. Ví dụ như tấm muốn con cá bóng nổi lên cơ mà, thì tấm phải suy nghĩ rồi hành động, đó là tấm gọi, mà gọi không có thì Bụt phải nên hỗ trợ để cho tấm biết. Tất cả những câu chuyện này đều là những cái câu chuyện, nhưng chúng ta chỉ đọc chuyện để mà đọc thì chúng ta cũng chỉ là người mà gì cõng sách mà thôi, đọc và chúng ta phân tích đó. Thế thì ngay lúc này nhớ nhé, ngay lúc này và ngay bây giờ hãy cài đặt ở trong chúng ta, đầu tiên là trong suy nghĩ của ta hả? Rồi gì, khi mà chúng ta có được nó rồi, ở trong đầu rồi đấy, thì bắt đầu chúng ta phải biết ơn. Cái biết ơn đầu tiên với quý của chú anh chị là chúng ta đã ngồi đây và đã xem livestream đến tận tầm bây giờ. Nhưng nào, chúng ta hãy tạo cảm xúc bằng chúng ta thả nhiều like vào và chúng ta chia sẻ đi. Đấy, thả nhiều like vào, thả thật nhiều like vào đây. Đấy. Và nếu như mà chúng ta đi vào trong cái trang của mình mà chúng ta lại không biết chia sẻ thì chúng ta lại học thêm cái kỹ năng về chia sẻ đi. Thế là chúng ta giỏi hơn lên. Đó, chúng ta giỏi hơn lên. Đấy, quý cô chú anh chị ạ. Cho nên là khi mà chúng ta cảm ơn, chúng ta biết ơn rồi thì cái lòng biết ơn nó sẽ kích hoạt
Và khi nó kích hoạt lên rồi á, thì ví dụ như chúng ta mong muốn nhiều tiền, tiền nó đến với chúng ta. Khi chúng ta biết ơn về sức khỏe đến với chúng ta. Khi chúng ta biết ơn về cái hình dáng xinh đẹp, thì tất cả vũ trụ sẽ hợp được với chúng ta, cho chúng ta. Khi chúng ta mong muốn có làm tốt cái mối quan hệ của chúng ta trong cái bánh xe cuộc đời ấy, sức khỏe này, mối quan hệ này, phát triển bản thân này, rồi gì, tài chính, rồi sự nghiệp này, đó, tất cả những cái đấy, khi mà chúng ta nghĩ về nó, hãy nghĩ về nó, nào, hãy nghĩ về nó với cái suy nghĩ tích cực, thì tự khắc mọi việc sẽ trở nên vô cùng tốt đẹp. Cho nên nếu như mà chúng ta phàn nàn, so bì và chúng ta có những cái tư duy tiêu cực, thì chúng ta sẽ hút những cái thứ tiêu cực như thế về với chúng ta. Và rõ ràng như vậy, chúng ta sẽ không đạt được như ý. Cho nên nhớ nhé, tại sao nước trở nên xinh đẹp? Vì nước được nghe lòng biết ơn. Đúng không ạ? Đấy. Tại sao nước trở nên long lanh, lung linh, giống như là một cái vương miện? Vì bạn nước, bạn được nghe thấy cái lời yêu thương của chủ nhân. Bạn được nghe về chú Đại Bi, cũng là những cái lời lẽ siêu đẹp của nhà Phật. Và khi vừa được chủ nhân yêu thương, khi vừa được Phật dạy về lòng từ bi, sự yêu thương, thì chúng ta nhận thấy lúc này như thế nào? Tất cả sẽ trở thành sự thật. Cái ước mơ của chúng ta sẽ biến thành sự thật. Còn nếu như chúng ta suốt ngày nghĩ đến sự thiếu thốn, nghèo đói, vất vả, khổ sở, thì chúng ta sẽ hút những cái thứ đấy về chúng ta. Điều này là chắc chắn. Và những con người suốt ngày phàn nàn, so sánh như thế, thì biết ngay trong nhà chúng ta cực kỳ nghèo khó. Cực kỳ nghèo khó. Ý của chú anh chị ạ, đây là điều chúng ta phải biết và phải ghi nhớ. Hình dung ra mục tiêu của chúng ta. Chúng ta mong muốn điều gì? Tìm kiếm những cái mặt tích cực của nó. Không nghĩ đến những cái mặt tiêu cực. Đấy. Còn bây giờ chúng ta như vậy vừa mới nói nè. Chúng ta sẽ trở nên giàu có. Chúng ta bảo thôi, ông thầy bói ông bảo rằng mình đâu có giàu có được. Thế là chúng ta đã bắt đầu có tiêu cực ở đây. Và khi tiêu cực ở đây thì không bao giờ nó xảy ra được. Đơn giản như thế này. Quý của chú anh chị muốn photo một tập tài liệu. Này dễ hiểu hơn này. Chúng ta muốn photo một tập tài liệu. Chúng ta đưa cho chủ quán photo và nói rằng em ơi, photo cho chị tập tài liệu này nhé. Chiều nay đúng 5 giờ chị có cuộc họp, cho nên chị sẽ lấy độ khoảng tầm 3 giờ. Thế nhưng mà chúng ta về đến nhà, chúng ta lại gọi điện giật ngược lại cho cái bạn đấy rằng là em ơi, chiều nay vì một lý do đặc biệt cho nên cuộc họp hoãn lại, cho nên em không cần vội nhé. Thì rõ ràng bạn này bạn phải để lại cái tập photo đấy. Bạn ấy sẽ không thực hiện. Cái này là do tâm trí của ta. Cho nên tại làm sao có những bạn lúc đầu thì rất là tích cực. Tôi sẽ là như thế này, tôi sẽ là như thế kia. Và bạn ấy có được. Thế nhưng mà có những bạn thì sử dụng mãi vẫn không có được. Thì cái này nó nên liên quan đến hạt giống xấu và hạt giống tốt nhé. Thì sau này chúng ta sẽ có được những cái buổi khác nữa. Nhưng khi mà chúng ta làm mà chúng ta không làm thường xuyên, chúng ta làm để gọi là thử nghiệm, thì nó cũng không bao giờ có ngay đâu quý của chú anh chị ạ. Vũ trụ vi diệu lắm luôn đấy. Tạo ra chúng ta là một tuyệt tác, thì cũng tạo ra cho chúng ta rất nhiều thứ mà chúng ta phải vượt qua. Khi chúng ta biết được luật chơi, trò chơi về tâm thức, trò chơi về các trò chơi của vũ trụ, thì chúng ta thắng. Thắng luật chơi, chúng ta thắng. Cho nên, chúng ta nhớ,
anh luôn ghi nhớ lòng biết ơn. Với cái việc nếu như chúng ta muốn trở nên giàu có thì chúng ta phải luôn luôn cài đặt mình là có một cuộc sống dư giả, đủ đầy, thịnh vượng. Cảm ơn tất cả các khoản tiền đã nhận được trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả những điều kỳ diệu đã xảy ra với chúng ta, kể cả với những cái việc mà nó không được như ý. Bởi vì đấy là bài học của chúng ta phải vượt qua nó. Nếu như mà chúng ta cứ loay hoay với nó thì nó sẽ trở lại đó. Nó sẽ trở lại đấy, cuối cùng chú anh chị ạ. Đấy, cho nên cái lòng biết ơn nó sẽ xóa bỏ được hận thù của chúng ta. Cái lòng biết ơn nó sẽ cho chúng ta cái cảm giác dư giả đủ đầy. Và cái lòng biết ơn sẽ cho chúng ta cái sự yêu thương, cho cái hạnh phúc, cho cái cuộc sống của chúng ta trở nên viên mãn. Cho nên hàng ngày nếu như chúng ta suy nghĩ đến những cái điều mà nó tiêu cực thì chúng ta sẽ gặp tiêu cực, ta sẽ hút tiêu cực về. Cho nên hãy suy nghĩ những cái điều mà tốt đẹp nhất để chúng ta có được cái bức tranh của chúng ta nó được như ý. Đó. Và đây chính là cái việc mà nuôi dưỡng cái bên trong của chúng ta. Và nuôi dưỡng nó bằng cái gì? Bằng tình yêu thương và lòng biết ơn. Như vậy, bí quyết hay nói cách khác, đây là cái đặc trị cho cái bệnh nghèo hoặc là bệnh xấu hoặc là bệnh gì hoặc dốt. Tất tận những cái tiêu cực đấy nó chỉ được cài đặt một cái, đó là tình yêu thương, lòng biết ơn và những tư duy đúng đắn. Nhớ nhé, nếu chỉ có tư duy tích cực nó sẽ đưa chúng ta đến những cái viển vông vô cùng. Nhưng cái tư duy đúng đắn thì sẽ mang lại cho chúng ta hạnh phúc, dư giả và đủ đầy. Hãy nuôi dưỡng lòng biết ơn của mình. Nuôi dưỡng lòng biết ơn. Biết ơn kể cả những cái vật xung quanh của chúng ta đó. Hãy biết ơn các bạn ấy đi. Đấy. Và hãy nhớ, đừng ăn thóc giống. Đừng bao giờ ăn thóc giống. Cho nên đừng bao giờ nói rằng làm gì có tiền mà đầu tư, làm gì có tiền mà nói đến cái đó. Không, không có tiền vẫn có thể đầu tư. Chúng ta đầu tư vào cái gì? Đầu tư vào cái này trước. Chúng ta hay nuôi dưỡng cái này trước thì sự giàu có khắc đến với chúng ta. Khi chúng ta mở thông cái não của chúng ta rồi thì tất cả nó ùa về, bởi vì lúc này mở khóa rồi, không khí sẽ ùa vào căn phòng. Chúng ta mở được cái nắp rồi, không khí sẽ ùa vào trong đó. Nó sẽ tràn đầy vào trong đó nếu chúng ta cho nó tràn. Còn nếu như trong đầu chúng ta nó đã đầy rồi, nó đã đầy rồi, quý cô chú chị nhé. Nếu trong đầu chúng ta nó đã đầy rồi thì không bao giờ chúng ta có được những thứ tích cực đâu. Cho nên luôn luôn phải nhổ bỏ gai độc ở vườn tâm trí của chúng ta. Em Lai có nói gì với quý cô chú anh chị không? Em xin phép được nói những cái suy nghĩ của em. Có rất nhiều anh chị em, cô chú mình đã mất một vài lần ở các chương trình, ở các dự án, ở các nguồn đầu tư hay ở chỗ nào đó. Thì em tin rằng những cái đấy thì nó cũng là bài học. Và đôi lúc vì rất nhiều người không được học về kiến thức tài chính, phải không ạ? Vậy thì không được học về kiến thức tài chính thì đồng nghĩa với cái câu chuyện là nếu như mình làm ăn, mình đầu tư hay mình chọn một cái công việc, ngành nghề để mình làm mà mình chưa thành công thì cái đấy nó cũng là một câu chuyện rất là đương nhiên thôi ạ. Nó rất là đương nhiên. Cũng giống như em Lai thế thôi. Em Lai cũng nghĩ là nếu như em Lai biết về kim tứ đồ mà sớm hơn thì có thể em Lai sẽ tiết kiệm được 15 đến 20 năm cuộc đời. Đó. Vậy thì khi mà anh chị em cô chú đứng trước một cái cơ hội trong hàng nghìn cái cơ hội, nó cũng
cả là một cái vấn đề khó để cho mình lựa chọn cái cơ hội nào, đúng không ạ? Nó cũng khó đấy chứ không phải không không khó đâu, nó cũng khó đấy. Ví dụ như bây giờ phải lựa chọn giữa là đầu tư bất động sản hay là đầu tư mở ra một cái quán nước, hay là đầu tư mở ra một cái quán cơm, hay là kinh doanh một cái ngành nghề gì đó, hay làm một cái công việc truyền thống, với lại bây giờ chấp nhận làm thực hay là thay đổi để làm thực với tập đoàn UST, nó cũng lại là một cái quyết định khó khăn cho mọi người đó. Thế nhưng mà nếu như chúng ta cứ nghĩ nó khó khăn, đúng không ạ, nếu như chúng ta cứ nghĩ nó khó khăn thì chúng ta sẽ không làm được. Nếu như chúng ta nghĩ là người khác làm được thì chúng ta làm được, giống như là câu của chị Lan nói lúc nãy, thì em tin rằng mọi người sẽ đón nhận rất là nhanh đó. Thực ra khi mà luật hấp dẫn đấy là nó có thể thay đổi được, nó có thể thay đổi được nhanh hay chậm là do chúng ta nhé. Cho nên nếu bây giờ chúng ta những ai mà mong muốn mình thu hút, bởi vì luật hấp dẫn thì nó thu hút rất là nhiều thứ, khi mà chúng ta sống đầy đủ với lòng biết ơn thì chúng ta phải thay đổi những cái thói quen. Những cái thói quen nào là thói quen xấu thì chúng ta phải bỏ đi. Rất là khó bỏ đi mà chúng ta thay nó bằng một thói quen tốt. Ví dụ như là chúng ta dậy muộn chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta dậy sớm, đó là thay chứ không bỏ được nhé. Thế thì cái việc mà áp dụng luật hấp dẫn về cuộc sống ấy, tức là chúng ta là thỏi nam châm mà thu hút các thứ mà. Thì thứ nhất là nó thu hút tiền bạc ấy. Nó thu hút tiền bạc. Cho nên hãy yêu quý và trân trọng những cái đồng tiền mình có, thật yêu quý nó đấy, và hãy đặt cái mục tiêu số tiền cụ thể mà mình muốn có, hãy tưởng tượng rằng là chúng ta đã có nó rồi đấy, hãy suy nghĩ và hành động từ cái tư duy tích cực của chúng ta, từ tư duy tích cực đúng đắn về sự dư giả của tiền bạc, và hãy làm tất cả những cái điều gì đấy mà mình cảm thấy hạnh phúc khi mình có tiền. Ví dụ như em Lai bây giờ có tiền thì rất là hạnh phúc, mua thêm được cổ phần của UST đấy, hay là chúng ta có tiền chúng ta sẽ học thêm được một cái kỹ năng nào đó đấy. Cho nên hãy tự nhủ với bản thân mình là mỗi ngày mình có nhiều tiền và dòng tiền nó đang chảy về với mình, và đừng bao giờ nhìn thấy thành công của người khác mà ghen tị. Nhớ nhé, bạn thành công tôi cũng thành công, bạn thành công tôi còn thành công hơn bạn. Hãy tự nhủ với bản thân mình, bạn giỏi tôi cũng giỏi và tôi có thể giỏi hơn bạn, điều đó bình thường. Hãy làm tất cả những điều gì mà chúng ta cảm thấy reo vui với nó, đừng có nói xấu chỉ trích, bởi vì tất cả những cái đấy nó sẽ hút những thứ không mong muốn về cho quý của Chúa chị. Hãy lặp đi lặp lại, chúng ta tôi là thỏi nam châm thu hút tiền bạc, tiền đến với tôi là điều tất yếu. Hãy suy nghĩ tích cực và cảm thấy vui vẻ khi mình nói điều này. Cảm ơn các đồng tiền đã tìm đến với mình. Có vẻ ngày hôm nay thì có nghĩa bạn tiền bạn đã bắt đầu là về với em không? Bạn yêu quý em bởi vì em yêu quý bạn đấy. Yêu trẻ trẻ đến nhà, đúng không ạ? Yêu trẻ trẻ đến nhà, nhớ nghe. Yêu trẻ trẻ đến nhà. Đây là điều mà ông cha ta đã dạy chúng ta. Cái thứ hai, những bạn nào chưa có tình yêu, nó thu hút tình yêu đấy. Đấy. Thay vì là nghĩ rằng là mình cô đơn, hãy tưởng tượng ra đi đó, và đây cũng là một cái việc mà để chữa lành những cái đôi vợ chồng. Đầu tiên phải thay đổi từ mình, hãy suy nghĩ về người đó, hãy cho người đó cơ hội. Còn khi mà họ đã thế nào, họ đã từ chối thì có nghĩa là không cùng năng lượng, thì vũ trụ sẽ cử một người khác đến. Điều đó đương nhiên, giống như chủ tịch của chúng ta vậy.
giống như chủ tịch của chúng ta, và đừng bao giờ trích họ, bởi vì mỗi người có góc nhìn, nhớ nghe, mỗi người có góc nhìn đấy. Cho nên hãy biết ơn những mối quan hệ hiện có, hãy ngừng phán xét về người ta, hãy ngừng suy nghĩ tiêu cực, bởi vì sao? Bởi vì họ không cùng trường năng lượng. Và đừng bao giờ, các bạn nữ giới nhé, đừng bao giờ bán rẻ bản thân để có một cái tình yêu giả tạo. Và hãy quên chuyện ngôn tình đi. Bởi vì chúng ta là người tạo ra câu chuyện của chính chúng ta. Chỉ có chủ thể chúng ta mới tạo ra câu chuyện của chúng ta. Chỉ có chủ thể chúng ta mới tạo ra bức tranh của chúng ta. Bức tranh của chúng ta nó tương lai, nó sáng lạng hay là nó mờ tối là do chủ thể chúng ta, không phải do người khác. Cho nên đừng bao giờ có thái độ đổ lỗi. Khi nào cái luật hấp dẫn nó sẽ đến với chúng ta. Đấy. Chúng ta hãy gửi lên vũ trụ tìm một người, ví dụ về tình yêu, tìm một người, người ta như thế này, như thế này, như thế này. Tìm kiếm được một cái tình yêu đích thực. Còn khi mà người ta đã là gì, những người có gia đình rồi, thì chúng ta có thể là có những người bạn mà lớn hơn cả tình nghĩa vợ chồng, đó là bạn tâm giao. Đó là bạn tâm giao. Đấy. Tức là những người bạn này, người ta không có nghĩ đến những cái gọi là cái nam nữ, mà người ta chỉ nghĩ đến những cái trường năng lượng, trường tư tưởng của người ta nó giống nhau. Người ta không thiên về, nói thẳng ở trên đây là xét, người ta không thiên về cái đó. Thì đó là đã nên những cái thực là cao hơn nữa rồi. Đấy. Cho nên hãy luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Nếu như mà chúng ta sống một cái cuộc sống mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta hạnh phúc, thì đó là chúng ta đã mang lại bức tranh cho mình rồi. Bởi vì mình là một tuyệt tác của tạo hóa, và mình có tạo ra cái tuyệt tác của mình hay không, đó chính chủ thể là mình. Vũ trụ giao quyền năng đấy cho chúng ta. Chúng ta nhớ nhé, vũ trụ giao quyền năng đó cho chúng ta. Cho nên hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày. Đấy. Và hãy trao giá trị đi, hãy cho đi giá trị. Đấy. Và khi mà chúng ta tạo ra một cái gốc rễ vững mạnh, đủ sức để nuôi thân cây, thì thân cây sẽ sum suê, tức là ngoài cái quả sẽ sum suê. Cái sự giàu có là quả đó, sự giàu có đó chính là quả đấy. Cho nên chúng ta đừng có nhìn vào cái quả, chúng ta thay đổi cái quả, chúng ta thay đổi hình ảnh, chúng ta thay đổi cái này cái kia, nó chỉ là phần bề ngoài, không bao giờ nó thực sự là thay đổi, nó vẫn cứ chỉ như thế thôi, chỉ là từ hình thái này sang hình thái khác mà thôi. Đấy. Cho nên chúng ta phải thay đổi từ gốc rễ. Cái cây nào nó đang chua, muốn như vậy cái quả này ngọt, thì chúng ta phải thay đổi từ gốc rễ của nó. Có thể là thay đổi cái nồng độ ở trong đất, nồng độ độ chua ở trong đất, có thể là thay đổi về cái cách chăm sóc, chăm bón nó để cho nó. Nhưng mà thay đổi mãi rồi mà không được thì chúng ta thay luôn cái gốc. Đấy, không bao giờ là muộn cả, không bao giờ là muộn cả. Cho nên là hãy tập trung vào lòng biết ơn. Đấy, tập trung vào mơ ước của chúng ta để chúng ta thay đổi cái tần số năng lượng của chúng ta. Mà cái tần số năng lượng này nó được hấp thụ ở trong họ và tên của chúng ta. Nó hấp thụ ở trong cả ngày tháng năm sinh của chúng ta. Nó vi diệu đến mức độ như vậy đấy. Tức là khi mà chúng ta được học về khoa học, về số, thì chúng ta thấy rằng là vũ trụ đã cho chúng ta một cái tuyệt tác và cho chúng ta một cái vũ khí để chúng ta hỗ trợ cho chúng ta, nhưng mà chúng ta hoàn toàn chúng ta không biết. Chúng ta bảo rằng là chúng ta vô minh thì là không có dính gì đến cái việc mà luật của vũ trụ, không phải đâu. Quý cô chú anh chị cứ nghĩ mà xem nhá. Nếu mà nói về vô minh thì bây giờ như này, một em bé thôi, nó tuổi nên một nên hai đó, thế bây giờ nó vô minh có nghĩa là nó không biết là dòng điện nó sẽ, tức là từ độ khoảng là cái cục pin tiểu ấy, đối với cái em nhỏ này đã bị giật tê tê rồi, chứ không phải nói như các em nó không biết, bởi vì nó đâu có biết.
Nhưng bây giờ nếu mà nó đi mà nó chọc tay vào cái ổ điện thì quý cô chú anh chị thấy nguy hiểm hay không? Cái đấy có phải là vô minh là sẽ được xóa tội không? Không. Công bằng lắm. Không có cái gì là vô minh hết. Tất tận nó đều có bài học. Tất tận đều có sứ mệnh. Và tất tận nó đều là những thứ mà nó sẽ đến với chúng ta. Cho nên này ta nói này, nếu như nói về cái niềm vui và nỗi buồn của con người ấy, thì người ta nói rằng là tất cả những cái đấy nó tổng hòa là nó bằng không. Cho nên chúng ta cần lưu ý, tất cả nó đều là bài học được đưa xuống cho chúng ta, được lập trình cho chúng ta, và chúng ta phải trải qua những thứ như thế. Nhưng nếu như chúng ta sống với tình yêu thương và lòng biết ơn thì tất cả nó sẽ qua đi. Quý cô chú anh chị ạ. Đấy, tất cả nó sẽ qua đi. Cho nên đầu tiên chúng ta phải thay đổi tư duy, thay đổi suy nghĩ của ta. Đó. Chúng ta hãy tập trung vào vấn đề mà chúng ta cần. Đấy. Nó sẽ tác động đến tư duy đấy. Cho nên là chỉ bằng cách đơn giản đó là gì? Chúng ta là người làm chủ. Và chúng ta biết chúng ta là cái chìa khóa nào. Đối tác của chúng ta là tất cả những người xung quanh, không ngoại trừ chồng, con, cha mẹ, đều là những người quan trọng trong cuộc đời này chúng ta phải gặp. Và để những người quan trọng này thực sự là quan trọng thì chúng ta phải biết cố gắng. Nhưng luôn luôn có chữ nhưng ở đằng sau, đó là mặt trái của nó. Vậy thì chúng ta phải biết về nó để chúng ta điều chỉnh nó, điều hành nó để làm sao chúng ta đúng là một bức tranh tuyệt tác của tạo hóa. Cho nên nếu mà một cô gái hoặc một chàng trai có một ngoại hình đẹp rồi, nó thể hiện ở trong cái thần khí ở trong cái mắt, nó thể hiện ở trên cái khuôn mặt của người đó, và nó thể hiện ở trong cái lời nói, trong cái suy nghĩ đấy. Và đừng bao giờ đánh giá thấp người khác, nhưng cũng đừng bao giờ đánh giá quá cao mình, bởi vì ngoài kia còn nhiều người giỏi lắm, rất nhiều người giỏi. Thế nhưng hãy cho đi quý cô chú anh chị ạ. Bởi vì chỉ khi chúng ta cho đi thì nó mới còn mãi ở trên đời. Còn nếu như mà chúng ta giữ cho mình, cho riêng bản thân chúng ta thôi, thì nó lại trở thành điều mà không bao giờ được lưu truyền lại cho đời sau. Đó. Em like có nói gì với quý cô chú anh chị nữa không? Em rất là thích cái câu nói vừa rồi của chị Lan, tức là mình cho đi, cho đi vô điều kiện đúng không? Cho đi một cách em dùng cái từ gì cho nó thật là, tức là em có thể nghĩ là cho đi một cách giống như là cho chính bản thân mình, cho chính những người thân của mình, cho chính những người thân yêu của mình, đó, cho những người lạ mà cho giống như là những người thân yêu của mình. Nguyên lý cho và nhận, những thứ gì mà ta nhận được trong cuộc đời thì ứng với những thứ ta cho đi trong cuộc đời. Cho nên nếu như ta muốn có thật nhiều tiền thì chúng ta hãy cho đi thật nhiều, hãy cho đi thật nhiều, bởi vì tất cả đều là mối tổng hòa bằng không. Chúng ta hãy biết biết ơn, biết ơn càng nhiều chúng ta nhận được càng nhiều, nhớ nhé. Đấy, luật bù trừ cũng vậy đó, cái này cho đi thì sẽ có cái khác, đó là điều tuyệt vời. Cho nên là nhớ, tất cả nó đều là vi diệu lắm. Vậy thì quý cô chú anh chị đã biết chưa, bí mật của thành công đó là gì? Đó là chủ thể là chúng ta, hãy sống với tình yêu thương và lòng biết ơn. Đây là chìa khóa để mở cánh cửa chúng ta trở nên giàu có, hạnh phúc và thịnh vượng. Và hãy giao tiếp đúng với chính mình, giao tiếp đúng với mọi người. Đấy, đừng bao giờ mình giao tiếp
mà mình sống nó không thật đó. Khi mà mình sống nó không thật đấy, là quý cô chú anh chị biết không, chính là chúng ta đang gieo hạt xấu đấy. Cho nên là trong cái chuyên đề ngày hôm qua chúng ta cũng đã biết, và đến ngày hôm nay cũng thế, khi mà chúng ta được hiểu ra rồi thì chúng ta nhớ rằng là tất cả đó là gì, hãy cùng giúp nhau để cùng nhau tiến bộ, cùng nhau để đạt tới một cái mức độ gọi là một cái level cao hơn của chúng ta đấy. Thì ngày hôm nay bí mật tột đỉnh của thành công đó là gì, hãy có nó ở trong đầu, hãy có nó đầu tiên ở trong đầu, có nghĩa là phải suy nghĩ đúng đắn, phải tư duy đúng đắn để chúng ta mới có được ở trên tay của chúng ta. Như vậy thì và luôn luôn nhớ rằng mình là thỏi nam châm, thu hút thứ nhất là tiền bạc này. Thu hút thứ hai là những mối quan hệ tốt đẹp này. Khách giàu và siêu giàu, ví dụ như hôm nay Lan có người là đến là như vậy, là mong muốn như bác sĩ Phong thì bạn nên là được tặng 10 triệu, nhưng đối với Lan là một người nghèo mà đến rồi là xin được đầu tư và này tặng cho cô một túi táo, một túi táo thì vô cùng tuyệt vời. À đây bàn, đây Lan đang ngồi ở bàn đây cho quý cô chú anh chị này. Này một túi táo đấy, chúng ta thấy không, một túi táo đó. Thế thì chúng ta nhận thấy rằng là nó rất là vi diệu như vậy, tức là khách hàng tự đến tự gõ cửa mua hàng. Chúng ta nói thôi, chúng ta cứ nói, chúng ta cứ phóng lên vũ trụ và phóng với cái niềm vui như vậy, niềm hân hoan như vậy. Đấy. Và khi thấy đồng đội của mình, thấy những người xung quanh của mình trở nên giàu có, thì hãy vui với niềm vui của họ. Hãy chúc cho họ càng giàu có hơn nữa. Thì khi thấy những cái bạn bạn ở xung quanh, các bạn thấy à đây là một người rất thân thiện, rất dễ gần, thì người ta sẽ thân thiện dễ gần với mình đấy. Thế nhé, đấy là bí mật trở nên giàu có, và Lan đã làm như vậy và Lan đã thành công đấy. Và hôm nay chia sẻ cho quý cô chú anh chị và chia sẻ cho em Lai, em Lai có thấy như thế không đó, chia sẻ với những người thân xung quanh mình, hãy chia sẻ và hãy phóng lên vũ trụ. Và chúng ta biết là trong một cái khoảng thời gian, nếu như chúng ta không làm việc xấu nhiều á, thì khoảng thời gian của chúng ta khoảng độ 6 tháng là chúng ta viên mãn. 6 tháng. Đấy. 6 tháng. Và hãy biết ơn các bạn tiền nhé. Tiền ở đây của Lan thì có rất nhiều loại tiền này. Đó. Cảm ơn các khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống này. Cảm ơn các khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống, rất nhiều tập tiền khác nhau quý cô chú anh chị ạ. Và chúng ta hãy để vào những cái lọ như thế này nhé, và những cái lọ như thế này thì chúng ta sẽ nhìn thấy nhé, đấy rất là nhiều nhiều cái khoản tiền khác nhau đấy, chúng ta thấy không. Và kể cả những cái hóa đơn Lan đã mua, hóa đơn Lan đã mua thì Lan ghi vào đây là cảm ơn số tiền đã thanh toán. Còn nếu mà là cái hóa đơn mà chúng ta, mà quý cô chú anh chị mà có những cái hóa đơn mà chúng ta chưa trả được ấy, thì chúng ta ghi là cảm ơn vì số tiền. Sau khi là chúng ta trả được thì chúng ta lại ghi tiếp thêm vào chữ là đã thanh toán. Đó. Thì bạn tiền bạn vui lắm, bạn ấy đến, bạn sẽ đến với chúng ta. Bởi vì đầu tiên chúng ta phải cho chúng ta giàu có. Đấy, chúng ta phải cho chúng ta giàu có. Sau khi mà cho chúng ta giàu có xong rồi thì chúng ta mới giúp được nhiều người chứ, đúng không? Và khi chúng ta giúp được nhiều người rồi thì là cái phúc âm, có nghĩa là chúng ta giúp nhưng mà chúng ta không nói thì nó hay hơn cái việc mà chúng ta giúp được một tí mà chúng ta kể nhiều. Cho nên là nó có nhiều điều vi diệu, nó sẽ được chia sẻ trong những cái luật tiếp theo. Còn bây giờ thì ngày hôm nay chúng ta nhớ nhé, luật hấp dẫn, chúng ta là thỏi nam châm thu hút mọi thứ, chúng ta là thỏi nam châm thu hút mọi thứ. Mọi thứ nào ạ, quý cô chú anh chị biết không ạ? Chúng ta là thỏi nam châm thu hút mọi thứ mình nghĩ, mình nghĩ những gì mình phát ra trong tâm trí của mình là mình thu hút thứ đó. Hãy nhắm mắt lại và vui với niềm vui đó. Và bây giờ là 11 giờ 42 phút, thời gian ngày hôm nay cũng đã là rất là lâu rồi. Có 18 phút để chúng ta chuyển sang ngày mới. Quý của chú anh chị còn đang ở đây, chúng ta hãy dùng 18 phút này thư giãn và chúng ta nhớ về những điều chúng ta đã làm được trong ngày hôm nay.
chúng ta đã giúp cho những ai và chúng ta trở thành ai. Tôi là thỏi nam châm thu hút tiền bạc đến với tôi như mong đợi. Tiền bạc đến với tôi ngay cả khi tôi đang ngủ. Đó chính là dòng tiền thụ động. Tiền đến từ đâu vũ trụ tự gửi về. Thiệt mà. Và cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại buổi livestream sau. Chào em Ola nhé. Chúc em ngủ ngon. Chúc tất cả các quý cô chú anh chị ngủ ngon nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cảm ơn chị Lan.